Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện gia phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang. Tập 31. Chương 301. Vì sao ghét ta? Quần hiền đều tới, lớn bé tụ tập. Lưu Trường nhìn quanh cả đám, trầm ngâm chốc lát nói, Lộc, Háng, Áo, Tha Chi, bốn người các ngươi đi cùng quả nhân. Bốn người được điểm danh vô cùng vui sướng, vội vàng đồng ý, còn những người khác thì không vui. Chu Á Phu lập tức đứng dậy, đại vương, vì sao lại thiên vị như thế, bọn họ được đi mà bọn thần lại không? Lưu Trường vẫy tay, nào, nào, ngươi lại đây. Chu Á Phu hồ nghi đi tới, đại vương có đánh thần, thần cũng phải đi cùng. Lưu Trường đứng dậy trước mặt hắn, đầu cúi xuống, chỉ ngực mình hỏi, đã biết vì sao không cho ngươi đi chưa? Lữ Lộc cười lớn, đợi ngươi cao thêm chút nữa hãng đi nhé. Chu Á Phu mặt đỏ bừng, ta tuy không cao, cũng không phải ngươi có thể địch được. Lưu Trường nghiêm túc nói, những người khác còn quá nhỏ, lần này tới nước Ngô phải đi một quãng đường xa, trên đường xảy ra chuyện gì, ta không chiếu cố được cho các ngươi. Đợi các ngươi lớn thêm vài tuổi sẽ đưa các ngươi đi. Trần Mãi hỏi, đại vương, bọn chúng còn nhỏ, còn thần vì sao không được? Ngươi và Tiêu Diên không nhỏ, nhưng các ngươi quá yếu, sắp mùa đông rồi, sao các ngươi chịu nổi chứ? Huống hồ ngươi đi, ta không yên tâm về chúng, cần ngươi tọa trấn, giúp ta trông coi. Trần Mãi thở dài, nếu thần không đi, há chẳng phải bên cạnh đại vương chẳng có lấy một mưu thần nào. Hạ Hầu Táo kích động nói, ngươi không cần lo, còn ta đây. Trần Mãi nhìn hắn, lần nữa lắc đầu. Hạ Hầu Táo và Tiêu Diên được quần hiền công nhận là quản trọng nhạc nghị, Tiêu Diên luôn phản ứng chậm chạp. Không theo kịp người ta, Hạ Hầu Táo không có nhiều vấn đề như thế, hắn chỉ đơn thuần là thằng ngốc thôi. Hạ Hầu Anh vì đứa nhi tử này mà mời không biết bao nhiêu danh sư, không ai kiên trì được một tháng. Lưu Trường không muốn học, bất kính với lão sư nên người ta chạy, Hạ Hầu Táo học không nổi. Biết Phù Khâu Bá tới Trường An, Hạ Hầu Anh còn sai người đưa Hạ Hầu Táo tới, dọc đường đi còn dặn hắn phải trả lời người ta ra sao. Phù Khâu Bá mới đầu không từ chối, cười khà khà hỏi hắn đọc qua sách nào rồi. Hạ Hầu Táo nhớ tới lời A Phụ căn dặn, lớn tiếng đáp, Luận Kinh, Đạo Đức Tử. Phù Khâu Bá tiễn khách luôn. Có điều hắn cũng không phải là vô tích sự, thân thể tráng kiện, nếu hung lên thì Chu Thắng Chi cũng không đánh nổi. Đương nhiên Lưu Trường ở cấp bậc hoàn toàn khác thì không tính. Lưu Trường nhìn bọn họ, chân thành nói, đại trưởng phu sống trên đời, phải lập công danh bất thế, ta nguyện dẫn các ngươi đi lập sự nghiệp, không uổng thân nam nhi. Ta đi rồi, các ngươi phải chăm đọc sách, thao luyện cung mã, không được lơ là. Vâng. Từ trình độ nào đó mà nói, lời của Lưu Trường còn hữu dụng hơn lời A Phụ của bọn chúng. 10 năm sau, những người ngồi đây đều phải là hầu gia tôn quý. Lưu Trường giơ chén rượu nói lớn, uống, uống. Quần hiền đồng thanh hô to. Sau khi tụ họp quần hiền, Lưu Trường đi gặp Tào Xu. Xu à, lần này ta đi, khả năng phải tốn thời gian rất dài, có điều nàng đừng lo, ta đã an bài xong rồi, ta để lại thân binh bảo vệ nàng, làm xong việc một cái là ta về ngay. Tào Xu nhìn Lưu Trường nằm trong lòng mình, thần sắc nghiêm túc, đại vương phải làm đại sự, sao lại ở chỗ thiếp lâu như thế? Đại thần của chàng chẳng lẽ không có người nhà sao? Chàng bảo họ đợi ở ngoài, bảo họ bận rộn vương sự, để bản thân đi gặp thiếp, làm chuyện riêng của mình, đây là đạo lý gì? Lưu Trường kêu lên, ta tới gặp nàng, sao nàng lại đuổi ta đi? Đại vương, quốc sự quan trọng nhất mới tới ra sự, xin đại vương đừng lo cho thiếp, cứ làm việc của mình, thiếp đợi đại vương khải hoàn. Vẻ mặt Lưu Trường cũng trở nên nghiêm túc, đứng dậy nói, được. Nam Việt không tôn trọng thiên tử, thường phái tặc khấu tới cướp hành thương và bách tính, làm vùng Sở Ngô bất an. Vì kháng cự Nam Việt, phải chú trọng binh mã, hoang phế canh tác, tới nay vẫn cần triều đình cứu tế. Lần này ta đi là để trừ bỏ đại họa cho bách tính nước Nam. Tào Xu lấy một cái túi ra đưa Lưu Trường, có vật này như có thiếp ở bên, nguyện chàng dọc đường không tai không nạn, cầm thú tránh xa, tai họa không tới. Lưu Trường cười to ôm Tào Xu vào lòng, ha ha ha, nơi nào Lưu Trường ta đi qua, tất cả tai họa đều phải tránh đường. Lần này Lưu Trường không đi một mình, mà do một viên đại thần đi cùng. Khi Lưu Trường sắp lên đường, vị đại thần này mới tới, tuổi ông ta không nhỏ, tóc đã xám bạc, nhưng thân thể còn cường tráng, ông ta luôn nhíu mày, sắc mặt khó coi, tới mà không bái kiến Lưu Trường. Lưu Trường chưa từng thấy người này, thấy ông ta kiêu ngạo,
coi thường mình thì không vui cho lắm, lên ngựa quát, ngươi tới đây dắt ngựa cho ta. Người này vẫn nghiêm mặt, đi tới bên Lưu Trường, nhận lấy dây cương dắt ngựa. Điều này làm Lưu Trường ngạc nhiên, cười nhạo, nếu ngươi không dám kháng lệnh vậy thì cần gì phải làm ra vẻ cương chính. Làm thần tử, phải phụng lệnh quân vương, thần không thích đại vương, nhưng không kháng lệnh. Người kia bình tĩnh đáp, ồ, con người ngươi coi như không phải giả dối, cũng được, lên xe đi. Người kia lên xe rồi, Lưu Trường thúc ngựa đi bên, tò mò hỏi, vì sao ngươi không thích quả nhân? Người kia kiêu ngạo nói, Thương Thang và Chu Vũ dùng cả văn võ, cho nên quốc vận lâu dài. Ngô Vương phù sai chỉ chăm võ sự, vì thế mà diệt vong, tần chỉ biết nghiêm hình rốt cuộc vong quốc. Nay đại vương trị quốc, thiếp lập quân thường trực, tạo nhiều khí giới, coi khinh chuyện khác, dùng sách lược của tần, lấy canh chiến làm gốc. Thần bất tài, cũng bị tần luật gây hại, vì thế theo cao hoàng đế diệt trừ bạo tần, nay sao có thể thích tần vương. Lưu Trường cười lớn, ngươi thấy quả nhân có thể so với tần vương không? Người kia cũng cười, tần vương tuy bạo ngược, nhưng có đại công, đại vương công không như tần vương, tội thì quá. Ngươi nói thế không sợ ta giết ngươi à? Nếu đại vương giết thần, vậy đâu chỉ không bằng tần vương, có lẽ còn đuổi kịp Kiệt, Trụ. Lưu Trường lần nữa cười lớn, hoàn toàn không để ý người này trào phúng. Trương Bất Nghi cười lạnh, đại trương phu sinh không thể ăn trong ngũ đỉnh, chết cũng phải nấu trong ngũ đỉnh. Đại vương văn trị võ công, tựa có hậu nhân bình xét. Còn ngươi, loại tiểu nhân hèn nhát, mặt mũi nào trào phúng chủ ta, tuổi ngươi cao, đường xa vất vả, cẩn thận chết bất ngờ. Đại vương, Loan Bố lên tiếng, thần sắc bất an, Lưu Trường cười, là nho ra các ngươi chứ gì. Người kia không cảm kích, trừng mắt với Loan Bố, quay đầu đi, nhắm mắt dưỡng thần. Già Nghị thúc ngựa tới, đến bên Lưu Trường, ý bảo y đi tới trước một chút, sau đó mới nói nhỏ, đại vương, người này là Già Nghị. Bậc đại nho bác học, khẩu tài kiệt xuất, năm xưa theo cao hoàng đế, thường đi sứ các lộ chư hầu, thuyết phục họ quy thuận, lập được đại công. Năm xưa Triệu Cao giết Tần Nhị Thế, phái người tới gặp cao hoàng đế, muốn ký minh ước phân chia quan trung, cao hoàng đế phái Ly Sinh và Lục Giả đi du thuyết. Lục Giả dùng lợi ích dụ dỗ tướng lĩnh quân Tần, thừa cơ công phá Vũ Quan. Sau lại đi sứ Nam Việt, Triệu Đa rất tôn kính ông ấy, nguyện quy phụ. Ông ấy tinh thông đạo trị quốc, từng dâng sách cho cao hoàng đế gọi là Tân Ngữ. Lưu Trường kinh ngạc, người này nổi tiếng thế, vì sao ta chưa từng gặp? Sau khi cao hoàng đế giá băng, ông ta liền nói bệnh từ quan. À, hiểu rồi, người này không dám phản kháng A Mẫu, bị ép tới Nam Việt, trong lòng oán hận, nên đối xử với ta như thế. Già Nghị vội vàng nói, đại vương, người này có hiền tài, thái hậu cũng rất coi trọng, xin đại vương đừng làm khó ông ấy, để ông ấy hoàn thành sứ mệnh của mình. Quả nhân biết rồi, nho ra các ngươi đúng là lắm chuyện. Ặc, đại vương chẳng phải cũng là người được A Mẫu phái đi theo ta thì phải có bản lĩnh rồi, yên tâm, ta không làm hỏng chuyện của ông ta. Lưu Trường xoa cằm nói. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 302, bắt sống Triệu Đà. Khi bọn họ xuất phát ở Trường An chính là lúc lạnh nhất, đi không lâu thì tuyết phủ trắng phau. May mà đội ngũ không có người già yếu, Triệu Bình cũng ở lại Trường An rồi, còn lại toàn là người tráng kiện nên không phải sợ. Đám Lư Tha Chi thấy tuyết lớn lại còn mừng, nếu không phải vì vội đi đường thì bọn họ còn xuống đánh trận tuyết rồi. Huyện thành bọn họ đi qua, không huyện lệnh nào dám không tới bái kiến Lưu Trường. Có thể thấy Lưu Trường rất có uy, quan lại vô cùng khách khí, cúi đầu không dám nói nhiều. Ngồi trong phòng, Lưu Trường thổi phù phù, nóng lòng lấy thịt sôi sùng sục trong nồi muốn ăn, không sợ bị bỏng. Là đại thần đi cùng, Lục Giả tất nhiên cũng ở đây, nhưng ông ta ăn nho nhã hơn nhiều, thong thả chậm rãi. Lưu Trường vừa nhai vừa lúng búng nói, trời băng giá như thế, ngươi có đi được không? Năm xưa thần vì cao hoàng đế đi sứ các nước, ngay binh đao còn không sợ, sao lại sợ gió lạnh cho được? Đi tới phía nam sẽ ấm hơn, phương nam không có tuyết. Giả Nghị không đáp. Lưu Trường ăn thêm vài miếng lại hỏi, lần này ngươi theo ta tới Nam Việt, thái hậu dặn dò ngươi cái gì? Thái hậu muốn thần tra rõ hư thực Nam Việt, tra tình hình Triệu Đà. Ngươi hiểu Triệu Đà lắm à? Từng gặp, cũng có thể coi là bằng hữu.
trong ông ta thế nào? Lục Giả nhìn Lưu Trường nói, xấu xí vô cùng. Lưu Trường nghe vậy thì cười to, không có uy nghi, sao có thể làm vương? Ha ha, Lục công này, nếu lần này bình định được Nam Việt, ngươi cũng tính là lập công lớn đấy, có hoài bão gì không? Thần ngu độn, không có chí lớn, chỉ muốn về nhà, an hưởng tuổi già. Ai, ta thấy ngươi khỏe mạnh lắm, sao lại muốn về quê, có muốn tới nước Đường ta làm tướng không? Chưa từng nghĩ tới. Chắc ngươi chưa biết, bổng lộc ở nước Đường cực cao, hiện tại tới nước Đường không lo ăn uống, phủ đệ ai nấy xa hoa. Trước kia thần tới Nam Việt, Nam Việt vương từng tặng không ít lễ vật, cho tới nay vẫn đủ dùng. Ồ, tới Đường còn có cơ hội phong hầu. Thần không hiểu chiến sự, không quân công không được phong hầu. Ngươi luôn mồm nói chính sách nước Đường không đúng, vì sao không tới thay đổi, đó chẳng phải là cách làm của quân tử sao? Người ti tiện không dám xưng quân tử. Lưu Trường ngạc nhiên mất một lúc rồi giật đầu, được, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, quả nhân không ép. Đa tạ đại vương. Hôm sau bọn họ lần nữa lên đường, Lưu Trường đã một lần tới phương Nam rồi, bởi thế lần này không còn tò mò như lần trước nữa. Chỉ là bốn tên đi theo thì tỏ ra kích động với hết thảy mọi thứ, cưỡi ngựa mệt rồi, bọn họ ngồi cùng một xe, thi thoảng gặp người qua đường cũng rất kích động. Lưu Trường làm ra vẻ đường hoàng mắng, la hét cái gì, chúng ta không phải man di, phải biết lễ độ. Nhìn quan lại dọc đường nơm nớp lo sợ tới đón Lưu Trường, Lục Giả lắc đầu. Bọn họ cứ thế đi đường, cuối cùng Lưu Trường gặp được người quen cũ, Nam Dương quận thủ Lư Khanh. Lư Khanh tất nhiên không sợ hãi như những quan lại khác, ông ta vui vẻ tới đón Lưu Trường. Lưu Trường theo ông ta vào phòng trong, những người khác nghỉ ngơi bên ngoài. Lư Khanh hỏi gấp, đại vương muốn ra tay với Nam Việt sao? Hiện còn chưa xác định, ngươi không nhận được chiếu lệnh à? Có ạ, nói thần nghe theo chỉ huy của Sở Vương. Lưu Trường không vui, trọng phụ không biết cầm quân, sao lại do ông ấy chỉ huy? Lư Khanh gật đầu tán đồng, nói, có điều có đại vương ở đây, có thể hạ lệnh thay Sở Vương, xuất lĩnh bọn thần thảo phạt Nam Việt. Ha ha ha, ngươi nói đúng, phải như thế, ta gặp trọng phụ rồi sẽ bảo trọng phụ giao quân đội cho ta thống soái, tốt nhất có thể bắt ống Triệu Đà, sau đó thảo phạt Nam Việt. Ngươi phải chuẩn bị tốt. Vâng, vượt qua Nam Dương, bọn họ mới coi như là thực sự tới phương Nam, cùng với thời gian trôi qua, không còn thấy tuyết bay đầy trời nữa, khắp nơi là xuân âm, hoa nở. Phong cảnh phương Nam khác hoàn toàn với Trường An, nơi này nhiều rừng, nhiều dã thú, rất nhiều nơi không có đường xá, xe ngựa muốn đi qua không hề dễ dàng. Lưu Trường gặp được một con gấu trên đường, nó to lắm, thấy người qua đường cũng không sợ, nghênh ngang đi qua bên cạnh, thi thoảng còn nhìn giáp sĩ. Đám thân binh đều có chút bất an, lấy nỏ ra chuẩn bị, Lưu Trường chẳng hề sợ, y tò mò nhìn con gấu lớn, thần sắc hết sức kích động. Con gấu lớn đấy, ta chưa từng thấy, trông to thật. Đại vương, có bắn chết không? Trương Bất Nghi vội hỏi, Giả Nghị lắc đầu, đại vương, mùa này không nên săn thú. Lưu Trường nhìn con gấu chốc lát, đột nhiên nổi giận, nó dám trợn mắt với ta kìa. Nói rồi Lưu Trường nhảy xuống muốn đánh nhau với gấu, đám xá nhân sợ vỡ mật, bọn họ vội vàng ôm chặt lấy Lưu Trường, Giả Nghị hét lên, đại vương, không được, bắt chết đi, bắn chết đi. Đáng tiếc khi bọn họ ngăn cản đại vương thì con gấu lớn đã lắc mông bỏ đi. Lưu Trường lên ngựa, vẫn còn hậm hực, ngươi không thấy à, vừa rồi không ngờ nó lại trừng mắt với ta, căn bản không coi ta ra gì hết. Nếu không phải các ngươi ngăn cản, thế nào ta cũng đám nó một phát. Đại vương, gấu không biết lễ, người chớ trách tội. Mọi người khuyên can mãi mới an ủi được Lưu Trường. Đúng lúc này Lục Giả đột nhiên nói, năm xưa Ngô Vương Liêu có một nhi tử, tên là Khánh Kỵ. Công tử Khánh Kỵ sức khỏe vô song, dũng mãnh không biết sợ, hắn từng nhiều lần đi săn, tay không bắt sống tê giác. Đại vương có biết hắn chết thế nào không? Lưu Trường tò mò hỏi, không biết, hắn chết thế nào? Hắn bị một người tàn tật trọng thương giết. À, Yêu Ly, ta nhớ ra chuyện này rồi. Đại vương cũng biết à? Khánh Kỵ tự cho mình là võ dũng, làm việc liều lĩnh, nên chết bởi sự ngạo mạn của bản thân. Kim đại vương thần dũng không kém Khánh Kỵ, mong đại vương đừng học theo. Lục Giả mặt lạnh tanh nói, Lưu Trường khó chịu, năm xưa sư phụ ta có một môn khách tên Khoái Thông, ngươi biết hắn chết thế nào không? Không biết, năm xưa ta theo sư phụ học binh pháp, hắn cứ ở bên kể chuyện quá khứ, lấy chuyện xưa chế giễu hiện tại, nên bị ta nấu. Mong Lục công chớ học theo. Lục Giả mặt đen sì,
không thèm để ý tới thằng nhãi này nữa. Bọn họ không biết đi bao lâu, treo đèo lội suối, ngồi thuyền vượt sông, cuối cùng tới được nước Kinh trước kia, chỉ là nay không còn nước Kinh nữa, chỉ còn Trướng Quận. Sở Vương không tới đón y, người tới là Ngô Vương. Ngô Vương vừa về nước, hai huynh đệ lần nữa trùng phùng, hắn không giỏi biểu hiện cảm xúc nhưng vẫn hết sức kích động. Trường đệ, ta không chuẩn bị gì cả, chỉ triệu tập ít sĩ tốt, chuẩn bị xong thuyền bè, trọng phụ đang điều động đại quân. Nước Ngô chẳng có tí thực lực nào, nên ra tay phải trông cậy vào nước Sở. Lưu Trường gật đầu, Triệu Đà có phải người tới không? Có, hắn nhiều lời phái người tới bàn bạc địa điểm gặp mặt. Ừm, địa điểm do chúng ta quyết định. Lưu Trường gọi Lưu Bất Hại tới can, dặn, ngươi đi hỏi tướng lĩnh Ngô Vương, xem nơi nào địa hình bằng phẳng nhất, không dễ bỏ trốn. Ta nghe nói Triệu Đà không có chiến mã, chúng ta phải lợi dụng điểm này. Vâng. Loan Bố, ngươi đi liên lạc với Trướng Quận úy, bảo hắn chọn ra 500 người am hiểu địa hình nhất, cường tráng thiện chiến nhất. Vâng. Trương Bất Nghi, ngươi đi liên lạc với trọng phụ ta, bảo ông ấy dẫn quân vào nước Ngô trước, không nên để lộ, đợi ta bắt sống Triệu Đà thì tới ngay, nghe lệnh ta. Vâng. Quý Bố, ngươi phụ trách hộ tống vị lục giả kia. Vâng. Lưu Trường nhanh chóng ra lệnh, Lưu Hữu Hâm Mộ đứng nhìn, đợi dặn dò mọi người xong, Lưu Trường hoạt động gần cốt. Nói với Ngô Vương, lần này đệ gặp Triệu Đà, sẽ thừa cơ dụ dỗ hắn mưu phản, nếu kế hoạch thành, sẽ diệt một đội quân của hắn. Nếu kế hoạch không thành, đệ sẽ bắt hắn tại chỗ, đưa về nước Ngô, đợi quân hắn tới giải cứu, chúng ta lợi dụng địa hình quen thuộc đánh bại, hạ cả Nam Việt. Lưu Hữu lo lắng, như vậy nguy hiểm lắm. Lưu Trường kiêu ngạo nói, đệ nghe nói, Triệu Đà tuổi cao sức yếu, đệ trẻ trung cường tráng, bắt ông ta có gì khó chứ? Giải thích, Yêu Ly cùng Chuyên Chư là những thích khách đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép lại. Chuyên Chư giết Ngô Vương Liêu, Yên Ly giết con Ngô Vương Liêu. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 303, Nam Việt Vương Triệu Đà. Lục Công, Triệu Đà vui vẻ gọi, chống quải trượng run run đi về phía Lục Giả, Đại Vương. Lục Giả cười đi nhanh tới trước mặt Triệu Đà, cúi người hành lễ bái kiến, Quý Bố đứng sau lưng Lục Giả, quan sát vị Nam Việt Vương làm đại hán đau đầu này. Chỉ thấy ông ta trang phục không chỉnh tề, mặt mày tái nhợt, râu tóc hoa râm, mắt mờ đục, lưng lom khom, mỗi bước chân đều run run, như mạng không còn bao lâu nữa. Quý Bố không khỏi lắc đầu, hào kiệt năm xưa xưng bá một phương, nay đã già rồi. Lục Già kinh ngạc, Đại Vương vẫn khỏe chứ? Ôi, không biết còn sống được bao lâu, cụ khụ, trước lúc lâm chung gặp được bạn cũ, có thể coi là may mắn. Triệu Đà nói được vài câu đã ho khù khụ, Lục Già vội đỡ ông ta hỏi, bệ hạ khỏe chứ? Bệ hạ vẫn khỏe. Năm xưa Lục Công tới, ta thường cùng bệ hạ thư từ qua lại, nay lâu rồi không nhận được thư của bệ hạ. Đại Vương, Cao Hoàng đế giá băng rồi. Ồ, phải rồi nhỉ? Triệu Đà giọng trầm xuống, kéo Lục Giả đi dự tiệc, Quý Bố vẫn theo sau họ quan sát bọn họ. Triệu Đà mang tới một nhóm sĩ tốt, đa phần ăn mặc kiểu người Tần. Triệu Đà coi như là dư nghiệt của bạo Tần, ông ta là tướng lĩnh nước Tần, xuất lĩnh sĩ tốt mở rộng lãnh thổ, thành chư hầu hùng bá một phương. Bởi thế ông ta thực hiện chế độ ở Nam Việt, cho binh sĩ ăn mặc, quân chế, không khác gì bạo Tần. Triệu Đà không mang theo nhiều giáp sĩ, nhưng có thể nhìn ra đều là tinh nhuệ, vẻ mặt lãnh khốc, nhìn Quý Bố và mấy giáp sĩ đi cùng, chỉ cần họ có hành động lạ là giết ngay. Nơi này là dãy núi, ba mặt là rừng, Quý Bố lờ mờ thấy bóng người loáng thoáng bên trong, cây cối xanh gần như chẳng thấy đường. Thi thoảng có chim chóc vỗ cánh bay đi, Quý Bố nhíu mày, nếu đánh vào đây, đúng là không dễ. Triệu Đà mời tiệc Lục Giả, hai người thân thiết nói chuyện quá khứ. Những người từ thời đại Thủy Hoàng đế này luôn có rất nhiều đề tài chung, vừa nói tới quá khứ huy hoàng, vừa cảm khái hiện trạng ngày nay. Lục Giả thấy Triệu Đà từ đầu tới cuối không nói chuyện Lưu Trường, chủ động hỏi tới, Đại Vương lần này vì sao muốn bái kiến Đường Vương. Triệu Đà ngây ra mất một lúc mới nói, Lục Công, sứ thần nói với ta, Đường Vương giống ta lắm, thật vậy không? Nghe câu này Quý Bố lần nữa nhìn thật kỹ ông già trước mắt, nhìn một cái mà thất kinh, người này đúng là rất giống Đại Vương nhà mình. Nhất là đôi mắt và lông mày, Lưu Trường có khuôn mặt và cằm giống Lưu Bang,
nhưng đường nét trên mặt lại không giống. Lưu Bang mày rậm mắt nhỏ, khi cười mắt thành khe hẹp, rất thân thiết. Lưu Trường thì khác, cuối lông mày của y bao gồm cả khóe mắt cũng xếch lên, là mắt đan phượng trời sinh, rất có uy thế. Nhìn là thấy chẳng phải loại lương thiện, nhất là khi y trừng mắt lên, như muốn xông vào giết người, khiến người ta lạnh gáy. Mà Triệu Đà cũng thế, chỉ là đôi mắt vô thần, trông không uy thế như Lưu Trường, mũi miệng cũng giống hệt Lưu Trường. Chỉ khác đúng khuôn mặt, mặt Triệu Đà vương hơn. Lục Giả do dự chốc lát, gật đầu, đúng là như thế, người thiên hạ tướng mạo giống nhau nhiều lắm, đại vương chẳng lẽ vì thế mà muốn gặp Đường Vương sao? Triệu Đà lắc đầu, giọng yếu ớt, tuổi ta hoa giáp, mọi người đều biết, ta có một nhi một nữ. Nhưng họ không biết, khi chưa lĩnh binh xuất chiến, còn ở quê, ta đã thành gia, tuổi lập quan rời nhà, chinh chiến tứ phương để lại hai tử một nữ. Về sau, Đại Tần mất, ta là tướng lĩnh nước Tần, tông tộc bị ta làm liên lụy, đa phần bị bãi miễn, nam đinh trong nhà bị giết, nữ làm cơ. Ta nhiều lần phái người nghe ngóng, không biết tung tích. Triệu Vương Trương Ngao có một ca cơ. Ca cơ đó họ Triệu, sau gả cho Cao Hoàng đế, có một nhi tử. Triệu Đà càng nói càng kích động, mắt đỏ hoe. Quý Bố há hốc mồm, cứ ngỡ là phản tặc tụ hợp, kết quả là tổ tôn gặp lại à. Lục Giả cũng bàng hoàng, đại vương. Chẳng qua là trùng hợp thôi, mẹ đẻ Đường Vương đúng là họ Triệu Chân Định, cũng là ca cơ của Triệu Vương. Có điều, Đường Vương chưa chắc là chí thân của đại vương, ta muốn gặp Đường Vương. Đường Vương tuổi nhỏ, đối với chuyện quá khứ không biết gì mấy đâu. Lục Giả không dám thừa nhận, không phải ông ta không tin Triệu Đà, mà đề tài mẹ đẻ của Lưu Trường quá nguy hiểm. Người trước đó dính vào đã không biết tung tích đâu nữa, mà người đó còn là tâm phúc của Thái Hậu. Sắc mặt Lục Giả ngày càng tệ, phải làm sao đây? Chợt nói, đại vương, vị này là Quý Bố xá nhân của Đường Vương, có lẽ ngài đã nghe tới. Quý Bố sững người nhìn Lục Giả quyết đoán đẩy mình ra thế mạng, ông ta không phẫn nộ mà bình tĩnh bái kiến Triệu Đà. Triệu Đà rất kích động, hỏi gấp, Đường Vương là người như thế nào? Quý Bố trầm tư nói, đại vương sức khỏe vô song, thân thể cường tráng, đại khái không phải thân thích của ngài đâu. Thế thì đúng rồi, nhà ta đời đời làm tướng, tổ tiên ai nấy khôi ngô, khỏe mạnh cao lớn, tổ tiên ta truyền tổ từ Quý Thắng, Quý Thắng là đệ của Ác Lai. Đó là phong thái tổ tiên. Giải thích, Ác Lai là tổ tiên nước Tần còn Quý Thắng là tổ tiên nước Triệu. Hết giải thích, ặc, đại vương nhà ta hung hăng nóng nảy, là người lỗ mãng. Đúng, đúng. A phụ ta đi săn, thấy hổ hại người, đánh nhau với hổ, ta năm xưa chinh chiến cũng lấy thân làm sĩ tốt, tự mình giết địch, có chút chiến công, tới già mới thu lại tính xấu. Quý Bố mặt trắng bệch, vội giải thích, đại vương nhà ta tính tình ương bướng khó bảo, cái này thì chắc là giống cha. Triệu Đà không nhận cái này, Lục Giả và Quý Bố nhất thời chẳng biết phải nói làm sao nữa. Triệu Đà xúc động nói, tuổi ta đã cao, nếu trước lúc lâm chung gặp được chí thân, có chết cũng không tiếc. Quý Bố lắp bắp, đại vương, Đường Vương còn nhỏ, không thể tới đây gặp ngài. Không sao, cứ để nó chọn địa điểm, lão phu tới là được. Ta sớm không còn tự mình chấp chính, hậu sự căn dặn cả rồi, dù trên đường đi có xảy ra chuyện gì cũng không sao. Triệu Đà đúng là già rồi, cuối bữa tiệc thì mệt mỏi, được người dìu đi nghỉ. Lục Giả và Quý Bố chỉ biết nhìn nhau, chuyện này phải làm sao đây? Không sao, chúng ta tới Nam Việt không phải để Đường Vương nhận thân, chuyện này không quan trọng. Quý Bố hạ giọng nói, quan trọng là Triệu Đà có đúng là không còn chấp chính nữa không? Nếu ông ta già tới mức ấy, nay do con ông ta chấp chính, vậy thì có bắt ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhi tử ông ta chắc gì đã xuất binh giải cứu. Lục Giả gật đầu, vậy chúng ta làm sao hoàn thành được sứ mệnh? Nếu đại vương có thể thuyết phục được Triệu Đà để họ xuất binh, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh. Lấy đất lĩnh Nam kỳ thực không có ý nghĩa gì với Đại Hán, Nam Việt vương không có ý Bắc Thượng, nếu ông ấy quy phục, miễn đi binh đao là chuyện tốt. Quý Bố lạnh lùng nhìn Lục Giả, sát nách Đại Hán, há cho cường địch rình rập. Nay Nam Việt không có ý Bắc Thượng, nhưng nếu Đại Hán và Hung Nô giao chiến, Nam Việt có còn như thế nữa không? Nay Hán mạnh Việt yếu mới như thế, nếu không thừa cơ tiêu diệt sau này có đại họa. Triệu Đà tựa hồ chẳng hề phòng bị họ, liên tục mấy ngày dẫn họ đi khắp nơi, xem phong cảnh Nam Việt. Nơi này dã nhân rất nhiều, đường xá không thông, dã thú tới lui, tuyệt không phải đất lành. Mà Triệu Đà nhiều năm qua cũng làm không ít chuyện,
ông ta quản lý lĩnh Nam. Theo chế độ Triều Tần, bất kể là sĩ nhân hay dã nhân đều vô cùng kính phục ông ta. Ngôn ngữ nơi này vô cùng phức tạp, lẫn với tiếng địa phương Triệu, Tề, Dở, đó là vì năm xưa Thủy Hoàng đế di cư bách tính các nơi tới đây. Trải qua thời gian dài dung hợp, hỗn tạp ngôn ngữ địa phương thành ngôn ngữ thế này. Triệu Đà chỉ lấy tinh hoa Tần Pháp, bỏ đi cái hỏng, giảm bớt điều lệ hà khắc, khai khẩn canh tác, luyện quặng chê sắt, đang nỗ lực biến người hoang dã thành người vương hóa. Giải thích, một trong những công lao của Triệu Đà được ghi lại là hòa tập Bách Việt. Ông ta là người đầu tiên dung hòa văn hóa Bách Việt phức tạp với nhau mà không phải xóa bỏ nó. Giáo hóa, khai hoang, dạy nghề, vì thế 2000 năm được gọi là bậc hiền vương, đùng cái, mọi công lao bị xóa hết, coi như kẻ xâm lược ác độc với âm mưu đồng hóa, có công bằng không? Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 304, ta là tổ tông ngươi một. Cứ như thế vài ngày, rốt cuộc xác định địa điểm hai bên gặp nhau, hai vị chư hầu vương gặp gỡ, bày vẽ không thể nhỏ. Khi hai bên tới, nghi trượng rầm rộ, Triệu Đà ngồi trên xe ngựa, do hai vị kỵ sĩ mở đường. Về phần Lưu Trường cưỡi trên con ngựa cao lớn, mặc giáp đeo kiếm, cực kỳ uy nghiêm. Hai bên sau khi tiếp xúc một lần, giáp sĩ chia thành hai hàng, đồng thời lùi lại, để lại khoảng trống ở giữa. Đây là một ngọn núi thấp, bốn phía thông thoáng, có nô phó đi tới, trải chiếu, bày bàn, hai bên mang lên đồ ăn thức uống. Lưu Trường ngồi trên con ngựa lớn, nhìn đằng xa tìm kiếm bóng dáng Triệu Đà, thấp giọng nói với Tả Hữu, lát nữa nghe hiệu lệnh của ta động thủ, quý bố còn ở bên Triệu Đà, không được lỗ mang. Vâng, chuẩn bị xong xuôi, Lưu Trường mới xuống ngựa, sải bước đi tới, khi y sắp tới chính giữa mới thấy hai người đỡ một ông già tuổi cao, cẩn thận đi về phía mình. Một trong hai người kia lớn tiếng chất vấn, chư vương tương kiến, vì sao mặc giáp mang vũ khí? Ha ha ha, nếu Nam Việt vương muốn, ông ấy cũng có thể mặc giáp. Lưu Trường ngạo nghễ nói, người kia tức giận định mắng, Triệu Đà lắc đầu, không sao, các ngươi về đi. Nhưng, đại vương, y mặc giáp. Lưu Trường cười lạnh khinh bỉ, cởi bội kiếm ném đi, Phàn Kháng nhanh tay bắt lấy, Lưu Trường lại cởi khôi giáp đặt sang bên, hỏi, Nam Việt vương giờ không sợ nữa chứ? Hai người kia hừ lạnh rời đi, Triệu Đà thì chỉ cười khà khà nhìn Lưu Trường. Lưu Trường cũng nhìn ông ta, đột nhiên bật cười. Đại vương vì sao lại cười? Lục Giả từng nói với ta, Nam Việt vương xấu xí vô cùng, nay xem ra ông cũng anh tuấn đấy, thời trẻ nhất định là một mỹ nam. Đại vương mời ngồi. Lưu Trường ngồi xuống ngửa đầu nhìn Triệu Đà, nói đi, gọi ta tới vì chuyện gì? Muốn ta cùng khởi binh à? Khởi binh? Đại vương định tác chiến với Hung Nô sao? Ông vừa hồ đồ gì thế? Quả nhân muốn tạo phản. Cho dù là Triệu Đà cũng bị câu này của Lưu Trường làm chết nghẹn, ông ta thấy người tạo phản rồi, nhưng chưa ai nói trước mặt mình muốn tạo phản. Làm chuyện này không phải đều kiếm cho mình một cái cớ sao? Ví dụ thiên hạ khổ vì Hán lâu rồi. Triệu Đà trầm ngâm chốc lát nói, đại vương, thiên hạ đại loạn, 10 phần hết 9 chống không, khó lắm mới được thái bình, sao đại vương muốn động binh? Ông quản ta làm gì, nói đi, có tạo phản không? Tuổi ta đã cao, chuyện trong nước do nhi tử quản lý, chuyện này đại vương có thể bàn với nó, ta lâu giàu không để ý chính sự, mạng chẳng được dài. Lưu Trường ngớ người, nếu đúng như ông ta nói thì có bắt cũng chẳng được tích sự gì, bực lắm, nếu không thể chấp chính thì vì sao còn muốn ta tới xem lễ? Bảo ngươi quyết được ra nói chuyện với ta, ta tới gặp đại vương không phải vì vương sự, mà là vì tình riêng. Tình riêng à? Lưu Trường khinh bỉ, ta và ông có tình riêng gì mà nói, bình sinh ta ghét nhất người nước Triệu. Triệu Đà cười khẽ, ra hiệu cho phía sau, liền có người tấu nhạc. Lưu Trường nghe nhạc tò mò, đây là khúc gì, ta ở Trường An chưa từng nghe qua, đó là nhạc quê hương. Triệu Đà nói rồi cầm thịt lên ăn, Lưu Trường cũng thế, ăn từng miếng to, uống rượu ừng ực. Triệu Đà thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Lưu Trường, không biết nghĩ gì. Lưu Trường nói, quả nhân nghe bảo Nam Việt vương thích âm nhạc, mời ông đàn một khúc cho quả nhân nghe. Triệu Đà cười lớn rồi lập tức lại ho, đại vương định gọi sử quan tới, ghi lại đại vương lệnh lão phu đàn cho ngài sao. Đáng tiếc, nơi này không có lan tương như. Lưu Trường cười to, con người ông hay đấy, sao lại không tạo phản.
nếu ta làm hoàng đế sẽ chia đất Ngô cho ông. Triệu Đà nhìn thẳng Lưu Trường, đại vương muốn lừa quân Nam Việt ra, bắt hết một mẻ à? Ông coi ta là loại người gì, quả nhân là loại nói lời không giữ lời à? Lưu Trường thẹn quá hóa giận, chất vấn, đại vương, lão phu không quản lý quốc sự lâu rồi, mà tâm tư của đại vương thì dù trẻ con Nam Việt cũng biết. Trước kia ta tới đây, đã căn dặn hậu sự, đại vương không cần làm thế. Lưu Trường mặt tối đen nhìn lão già xảo trá, cái thói đời này chẳng lẽ giữa các chư hầu vương tới chút tín nhiệm cơ sở cũng không có à? Đại vương sao không ăn uống tiếp? Vô vị, ăn nhiều chút đi. Triệu Đà gắp thịt cho Lưu Trường rồi cười khà khà nhìn y. Lưu Trường giận lắm, ngươi nghĩ ta không dám ăn à? Y ăn ngấu ăn nghiến mà Triệu Đà chỉ mỉm cười nhìn y. Y cực kỳ không thích ánh mắt đó, rất không thoải mái. Ông gọi ta từ Trường An tới Nam Việt là vì nhìn ta ăn thịt à? Triệu Đà ngây ra nhìn Lưu Trường, đột nhiên không kìm được gọi, Trường. Ta là đại phụ của cháu, ta là tổ tông của cháu. Lưu Trường lật tung bàn, tóm ngay lấy cổ Triệu Đà, vung nắm đấm lên. Hành động này làm hai bên chấn động, bất kể là Nam Việt hay Đại Hán đều. Giơ nỏ trong tay lên, nhắm vào đối phương. Đại vương, không được, vạn lần không được. Lục Giả còn ở bên Nam Việt hét lên, Lưu Trường liếc về phía đó cười khẩy, tên này không ngờ sợ chết. Tiếp đó y quay sang Triệu Đà, lão thất phu, bao năm qua ta chưa từng gặp địch thủ, thiên hạ biết ta vũ dũng, không ai không sợ, sao ngươi dám chửi ta? Triệu Đà mắt đỏ hoe bần thần nhìn Lưu Trường, mẹ đẻ cháu tên Hòa, nó là Triệu Hòa. Ông nói cái gì? Lưu Trường lắp bắp, nó giống cháu lắm. Giống lắm, khi ta rời nhà nó còn chưa tới 10 tuổi. Nó rất cao, đại mẫu cháu thường nói với ta, sợ tương lai không gả đi được. Khi ta đi không dám nói với nó, chỉ nói vài ngày sẽ về. Nó bảo ta mang đồ ăn vặt về, nhưng ta không về được nữa, ta không thấy được nó nữa. Triệu Đà nước mắt ròng ròng, Trường, cháu đánh kẻ không giữ lời này đi. Hai tay Lưu Trường run rẩy, buông Triệu Đà ra. Vì ta mà bọn họ bị liên lụy, nam đinh thì chết, nữ đinh bị nhục. A mẫu cháu làm ca cơ trong phủ Triệu Vương, sau bị tặng cho Lưu Bang như món hàng, cuối cùng chết trong ngục, không ai tới cứu nó. Triệu Đà khóc không ngừng, Lưu Trường hít thật sâu, cố ép mình bình tĩnh, y ngồi xuống nhìn chằm chằm Triệu Đà, ta hận nhất người ta lừa mình. Nếu ông lấy danh nghĩa mẹ đẻ ta lừa ta, ta thề diệt tông tộc của ông, chó gà không tha. Ta không lừa cháu, Trường, cháu nhìn đi, nhìn mặt ta đi. Triệu Đà kích động, ta chính là đại phụ của cháu, ta mất đi nhi nữ. Nhưng hôm nay ta lại gặp được con của nó. Cháu giống nó, vừa cao vừa khỏe. Trường, cháu muốn ăn gì? Lưu Trường nghiêm mặt không nói một lời. Trường, trong Trường An không có người thân của cháu, toàn là kẻ thù. Ai dám nói thật đều bị giết rồi, bọn chúng đều muốn lợi dụng cháu, không ai coi cháu là người thân. Ở lại Nam Việt đi, theo ta về, ta sẽ truyền vương vị cho cháu. Ở đó không ai ức hiếp cháu, ở đó mới có máu mủ thực sự của cháu. Cữu phụ cháu là người thật thà ít nói, nó sẽ thương cháu như con. Sau này cháu dẫn quân đội Nam Việt đánh tới nước Triệu, an táng cho ta và mẹ cháu, ta chết cũng nhắm mắt. Triệu Đà lớn tiếng nói, quân đội hai bên đã bày sẵn thế trận, cường nỏ chĩa vào nhau, sát khí đằng đằng, cơ sĩ phần phật. Lưu Trường hết sức bình tĩnh nhìn Triệu Đà, mặt không có chút nóng nảy nào, cũng không có chút băn khoăn nào. Ông gọi ta tới đây để ly gián quan hệ của ta với A Mẫu và các chư hầu. Có lẽ là muốn chọc giận Đại Hán, để Đại Hán xuất chinh, lợi dụng địa hình quen thuộc diệt quân đội Đại Hán, bảo toàn thái bình cho Nam Việt. Ông coi thường Lưu Trường này quá rồi, trong ta có nửa dòng máu chân định Triệu, có lẽ nửa đó dễ lừa, nhưng ta còn nửa dòng máu khác, không dễ bị lừa. Lưu Trường đưa tay ra vòng quanh cổ Triệu Đà, nhìn giáp sĩ Nam Việt đằng xa, bỏ nỏ, xuống cho nãi công. Nếu không ta bẻ gãy cổ ông ta. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, ta là tổ tông ngươi hai. Triệu Đà không vì thái độ của Lưu Trương mà kinh ngạc, bất kỳ ai đột nhiên gặp một người tự xưng là đại phụ mình cũng sẽ không dễ tin. Ông ta quát, thu nỏ lại. Tướng sĩ Nam Việt thu vũ khí, Lưu Trường bắt ông ta, quát về phía Nam Việt, Lục Giả, quý bố, lại đây.
hai người kia chuẩn bị đi thì sĩ tốt bao vây. Lưu Trường nổi giận, lần nữa lấy Triệu Đà uy hiếp, nhưng những người kia không động lòng. Nam Việt Vương, thả người của ta ra. Triệu Đà lắc đầu nói, ta sớm không chấp chính nữa, nếu là chuyện của ta, ta có thể quản, nếu chuyện giữa hai nước, ta không thể làm gì. Lưu Trường lúc này do dự, lão này già rồi, dù bắt về cũng vô ích, căn bản không có tác dụng gì. Mà phía Nam Việt đã có chuẩn bị, không dễ dàng xuất binh, giờ mang Triệu Đà đi là vô cơ gây mâu thuẫn giữa hai nước. Sau này Nam Việt sẽ còn cướp biên, Đại Hán phải hao phí lượng lớn tinh lực để đề phòng. Đầu óc Lưu Trường xoay chuyển rất nhanh, phất tay, các ngươi thu binh khí lại. Loan Bố, Trương Bất Nghi kinh ngạc, song vẫn làm theo. Lưu Trường buông Triệu Đà ra, lần nữa ngồi xuống trước mặt ông ta, đối diện với lão già ốm yếu mà y có cảm giác không biết làm sao. Triệu Đà có vẻ không để ý tới thái độ ác liệt của Lưu Trường, vuốt râu nói, ta không có chí hướng như Doanh Chính, Lưu Bang. Từ đầu tới cuối, chuyện ta muốn làm chẳng qua là bảo vệ mình, thế nhưng luôn có người muốn hại ta, không để ta an hưởng tuổi già. Thực ra Nam Việt và Hán không phải là kẻ địch, Nam Việt có nhiều đặc sản mà Hán không có, mà Hán có đồ sắt, công cụ, lương thực mà Nam Việt cùng, nếu hai bên trao đổi thành nước quân thần chân chính chẳng lẽ không tốt sao? À, quân thần chân chính à? Lưu Trường cười nhạt, thế thì phải triều kiến thiên tử, phải tiến cống triều đình, quan lại do thiên tử bổ nhiệm. Ông có chỗ nào giống chư hầu vương không? Ta cũng muốn triều kiến, chẳng hề muốn va chạm với Hán, nhưng có tiền lệ của Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, sao ta dám đi? Đương kim thiên tử không phải người bạc tình, càng không lạm sát. Thiên tử đúng là người như thế, nhưng Thái hậu thì sao? Triệu Đà làm Lưu Trường cứng họng, Thái hậu sẽ giết ta, không phải chỉ vì ta là ngoại vương, càng vì ta là người thân của cháu. Hừ, bằng vào ông nói vài câu, trông có vài phần giống ta liền thanh người thân của ta à? Cháu không nhận ta không thể không nhận cháu. Lưu Trường khinh thường không thèm nhìn Triệu Đà, con người ông không nói thật nửa câu. A mẫu ta không ngốc, sẽ không giết ông làm gì. Triệu Đà thong thả đứng dậy, vậy thì đứng dậy thôi. Đi nào? Lưu Trường ngớ người, đi đâu? Đi Trường An gặp thiên tử. Hả? Lưu Trường choáng váng, y không định bắt lão già này nữa, nhưng ông ta lại muốn theo y. Đúng, đi rồi, ông ta vẫy tay về phía Nam Việt rồi đi về phía Hán. Quân Nam Việt phía đối diện chẳng kinh ngạc, thả Lục Giả và Quý Bố ra, để hai người đi theo. Triệu Đà bước chân run run, thấy Lưu Trường còn đứng đó, mắng, thằng nhãi, còn không mau dìu ta. À, Lưu Trường giật mình, vội đi tới dìu ông ta, đám tướng sĩ há hốc mồm, đại vương bảo đi bắt Triệu Đà mà, sao lại giống Triệu Đà bắt về thế? Ông già này cứ như về doanh trại mình, chẳng xa lạ, cười ha hả gật đầu với mọi người. Lưu Trường theo sau, cứ như thế đi tới xa giá của y, Triệu Đà lên xe. Vừa rồi hai bên cách nhau rất xa, Loan Bố không nghe rõ bọn họ nói gì, đi tới bên Lưu Trường, đại vương. Sao? Sao ông ta phối hợp thế? Quả nhân khuyên nhủ, ông ta liền bỏ tối theo sáng, quyết định cùng ta tới Trường An, bái kiến thiên tử. Hả? Trương Bất Nghi cũng đi tới nói nhỏ, đại vương, nhìn mặt lão này là hạng xảo trá tiểu nhân, đứng dễ tin. Lão, ông ấy tiểu nhân xảo trá chỗ nào? Lưu Trường đùng đùng nổi giận, Trương Bất Nghi không hiểu ra sao, vừa nhìn kỹ mặt Triệu Đà liền hắng giọng, thần nhìn nhầm, người này mặt mày quả thực trung lương. Mọi người không hiểu, vì sao Triệu Đà đi nạp mạng? Đừng nói người khác, Lưu Trường cũng chẳng hiểu, có điều, thứ y không hiểu thì chẳng bao giờ rối rắm vì nó, dù sao chuyện làm xong là tốt. Quả nhân tới Nam Việt, bắt sống vương của chúng, đưa về Trường An, thế chẳng phải đủ rồi à? Quan tâm cái khác làm gì? Lưu Trường sai người đưa Triệu Đà tới nước Ngô, bản thân và các xá nhân đi cuối, phòng bị Nam Việt đột nhiên tập kích. Lục Công, người này là Triệu Đà thật à? Lưu Trường tò mò hỏi, Lục Giả đáp, đúng là Triệu Đà. Không phải thế thân chứ? Không, vậy thì ông ta giả tới hồ đồ rồi. Quý Bố vội nhắc, đại vương, là bỏ sang theo tối, sao lại gọi là hồ đồ? À, đúng đúng, bỏ sáng theo tối, nhưng ta không hiểu, vì sao ông ta lại đi Trường An? Lục Giả nói, ông ta nói với thần, đã không còn quản đại sự quốc gia, lại thấy mạng không còn xa nữa, nên vì thế mới tới Trường An. Muốn trước khi chết gặp người nhà và cố thổ. Nói tới đó chần chừ hỏi, đại vương, ông ấy không nói gì với đại vương chứ? Hả? À, không có gì, ông ấy nói ngưỡng mộ ta,
muốn nhường nước Nam Việt cho ta không đồng ý. Mọi người nghẹn lời, không biết nói sao, chỉ Trương Bất Nghi vỗ đùi, ai, sao đại vương không đồng ý, Nam Bắc giáp kích. À, vì triều đình thu phục Nam Việt, chẳng lẽ không phải là công lớn à? Không có Triệu Bình ở đây, đám Loan Bố chẳng buồn đáp lời hắn. Lưu Trường lắc đầu, nói, ông ta làm gì có ý tốt, dứt khoát là muốn hại ta. Giả Nghị hỏi, vậy đại vương, còn đánh Nam Việt không? Đánh cái gì mà đánh, Nam Việt vương bị bắt rồi, còn cần đi đánh à? Nếu Nam Việt thực sự muốn thành thần tử Đại Hán, không đối kháng nữa, chúng ta không tốn chút sức lực nào có được lĩnh Nam thì cần gì đánh? Có điều quân đội không rút vội, xem tình hình thế nào đã. Khi mọi người đang nghị luận thì giáp sĩ đưa hai người tới, là người từ quân Nam Việt qua, Lưu Trường nhận ra là hai người khi nãy dìu Triệu Đà. Các ngươi muốn gì? Đại vương nhà ta già yếu, bên cạnh không thể không có người chiếu cố. Nghe họ nói vậy, Lưu Trường không ý kiến gì, phất tay cho tới chỗ Triệu Đà. Giả Nghị thì lại nói, Triệu Đà nhập Hán chưa chắc là chuyện tốt. Ừ, vì sao lại thế? Ông ta tuổi cao, đường đến Trường An xa xôi, nếu giữa đường xảy ra chuyện, người thiên hạ sẽ nghĩ là triều đình giết ngoại vương đã quy thuận, ngoại vương Đại Hán không phải chỉ có Triệu Đà. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 306, bắt về một đại gia. Triệu Đà không coi mình là người ngoài, rất nhanh đã thân thuộc với những kẻ muốn bắt mình. Giả Nghị, mang nước cho ta. Triệu Đà lớn tiếng gọi, Giả Nghị vội vàng mang nước tới đưa cho ông ta. Triệu Đà dùng ống tay áo lau miệng, hỏi, ngươi theo đường vương bao lâu rồi? Thần vừa tới, phò tá đại vương hơn một năm. Ta thấy các xá nhân đều cường tráng, chỉ ngươi gần yếu. Bẩm Nam Việt vương, đó là vì thần theo đại vương chưa lâu. Hùng, phải rèn luyện, nếu không có võ nghệ, làm sao đi theo bảo vệ đường vương được. Triệu Đà mắng mỏ, may mà Giả Nghị được nho gia hun đúc, tôn trọng người già, không phản bác, chỉ gật đầu nói vâng. Trương Bất Nghi nhìn cảnh này khó chịu, ngươi là xá nhân đường vương, sao lại luồn cúi man vương? Triệu Đà sáng mắt, xá nhân này tên là gì? Hắn là Trương Bất Nghi, Nam Việt vương chớ trách tội. Giả Nghị cẩn thận nói, trách tội gì, xá nhân này được lắm, ngươi phải học hắn nhiều vào. Giả Nghị dù thành thật lúc này cũng không vui, ta đối xử khách khí với ông lại bảo ta phải học hắn, chẳng lẽ muốn ta mắng chửi thì ông mới thích. Lưu Trường coi như không thấy gì hết, dọc đường đi, Triệu Đà hỏi y đủ chuyện, Lưu Trường không đáp. Ông ta đi hỏi xá nhân của y, thường xuyên lấy thái độ trưởng bối trách mắng người quanh y, bị mắng nhiều nhất là thân binh. Theo lời Triệu Đà nói, thân binh như các ngươi ở triều Tần đều đáng diệt tộc. Đầu lĩnh thân binh Lưu Bất Hại bị mắng thảm nhất, Lưu Bất Hại xuất thân Nam quân, sao so được với lão gia tử cầm quân chiến đấu thời Thủy Hoàng đế, tất nhiên là bị coi thường. Lưu Trường phát hiện, ông già này rất am hiểu binh pháp, biết đánh trận, đại khái sống lâu nên với bố trí thân binh cũng nói đâu ra đó. Hơn nữa ông ta rất coi thường người trẻ tuổi bây giờ, hay nói ở triều Tần là đưa đi đào hố, xây trường thành gì đó. Khi bọn họ về địa phận nước Ngô thì Ngô Vương và Sở Vương đều đã đợi sẵn. Lưu Trường thúc ngựa tới gặp bọn họ. Trọng phụ. Lưu Trường nhảy xuống ngựa, tới trước mặt Lưu Giao, cười nói, cháu bắt Nam Việt Vương về rồi. Sở Vương thất kinh, cháu bắt được Triệu Đà thật à? À, ha ha, tất nhiên rồi, Triệu Đà thấy cháu thần dũng, hết sức kính phục, chủ động thần phục, muốn đi Trường An bái kiến thiên tử. Triệu Đà ở đâu? Ở phía sau. Lưu Trường dẫn bọn họ đi xem chiến lợi phẩm của mình. Triệu Đà lúc này ngồi trên xe ngựa, Lưu Giao nhìn thấy một cái, mắt đầy kinh hãi, cái đại họa phương Nam quấy nhiễu Đại Hán mười mấy năm bị Lưu Trường bắt về rồi sao? Giáp sĩ muốn đỡ Triệu Đà xuống, ông ta lại kêu to, tránh ra. Trường đâu? Đỡ ta xuống. Lưu Trường cắn răng, đưa ông ta xuống xe. Triệu Đà quát, phải do Trường đỡ ta, nếu không giết ta đi. Lưu Trường đành đi tới, lão này đánh không được, mắng không xong, đành tự đỡ. Triệu Đà cười ha hả đi tới trước mặt đám người Sở Vương, tươi cười bái kiến họ, trông chẳng giống tù binh bị áp giải, giống lão gia gia sai tôn tử dẫn đi bái phỏng lão hữu. Bái kiến Nam Việt Vương. Sở Vương rất khách khí với ông ta, ngài giao hóa lĩnh Nam, để họ được vương hóa, biết lễ nghi, hiểu lý lẽ, công đức đó có thể lập miếu để đời sau thờ cúng rồi. Triệu Đà lắc đầu,
ta chẳng qua vì giữ mình, chẳng phải bản ý, sao gọi là công đức? Cái gọi là công đức không phải xem người đó nói, mà là xem người đó làm. Sở Vương chắp tay, Triệu Đà lại vuốt ve Lưu Trường ở bên, nếu nói công đức, Đường Vương mới là có công đức nhất. Lưu Trường ghét bỏ gạt tay ông ta có công đức, nhưng ông không được đụng vào ta nữa. Sở Vương cười, mời Nam Việt Vương lên xe, đưa ông ta tới thành trì gần nhất nghỉ ngơi. Vào thành Triệu Đà nhìn quanh, năm xưa, ta từng đóng quân ở đây. Sở Vương tổ chức tiệc, mời Triệu Đà ngồi thượng vị, Triệu Đà mấy phen từ chối, Lưu Giao mới đành ngồi ở thượng vị. Lưu Trường vốn định ngồi phía bên kia, nhưng Triệu Đà nắm chặt tay không buông, muốn y ngồi bên cạnh. Triệu Đà thi thoảng gắp thịt cho Lưu Trường, ăn nhiều chút. Thấy Lưu Trường ăn như hổ, Triệu Đà cười càng hiền từ, đôi mắt nhìn y, không nỡ rời mắt đi nơi khác. Lưu Trường cáu, ông là tù binh, đừng gắp thịt cho ta nữa. Được, vậy ăn nhiều vào. Lưu Giao cứ tròn mắt nhìn màn này, chợt nhận ra hai người trông giống hệt nhau, hỏi, Nam Việt Vương chẳng lẽ có thân thích với Trường? Triệu Đà cười đáp, mẹ đẻ nó là nữ nhi của ta. Cái gì? Lưu Giao tròn mắt nhìn Lưu Trường, đúng thế sao? Lưu Trường đen mặt, dù sao thì do ông ta nói thế, làm sao cháu biết thật không? Lưu Giao lại hỏi, Nam Việt Vương, chuyện này không thể nói bừa, ngài có bằng chứng không? Ha ha ha, còn cần gì bằng chứng, xem mặt nó đi. Triệu Đà mặt đầy tự hào, lại chỉ tay Lưu Trường, Lưu gia có ai cao lớn thế này không? Lưu Giao hơi do dự, hình như nhà họ đúng là không ai cao lớn như Lưu Trường thật, trong thiên hạ người giống nhau nhiều lắm. Mẹ nó là người Triệu Chân Định. À, vâng, là ca cơ của Triệu Vương. Vâng, cao lớn lắm đúng không? Không biết, nó giống ta không? Lại quay về câu hỏi cũ, Lưu Giao không tiện nói gì, hỏi nên ngài mới đồng ý theo Trường. Tới Trường An, ừ, mạng ta chẳng được bao lâu, nếu dùng mạng mình đổi công huân cho tôn tử, chết cũng đáng. Lưu Trường nghe câu này, mặt càng đen, ngài đứng nói thế, đi triều kiến thiên tử, sao lại chết chứ? Bữa tiệc kết thúc qua loa, Lưu Trường cơm không nuốt nổi, định đi nhưng Triệu Đà lại muốn y đỡ về, Lưu Trường làu bàu đưa Triệu Đà về phòng. Triệu Đà ngồi xuống, ôn hòa nói, Trường, lần này đi bái kiến thiên tử xong, ta dẫn cháu đi bái tế mẹ cháu. Cả người Lưu Trường run lên, không cần, cháu nghĩ vì sao mẹ cháu sinh cháu ra mới tự sát. Cháu nghĩ tới chưa, nó tự sát là để kinh động quan lại, từ đó giữ mạng cho cháu đấy. Triệu Đà nghiêm giọng, Lưu Trường nắm chặt tay, ta tự đi bái tế, không cần ông đưa đi. Trường, đi bái tế mang theo hạnh, hòa, nó thích ăn hạnh nhất. Triệu Đà nói, mắt lấp lánh nước, Lưu Trường xoay người rời khỏi nơi này. Y vừa đi, hai người trông ở cửa đi vào, đóng cửa tới trước mặt Triệu Đà. Mà Triệu Đà lúc này ngồi thẳng người, tinh thần hừng hực, ngạo nghễ ngồi ở thượng vị, nào có vẻ giờ sống giờ chết. Đại vương, làm thế nguy hiểm quá. Không, Đại Hán phát triển nhanh chóng, những thứ Trường nghiên cứu ra, các ngươi nhìn thấy rồi, ngay cả Ngô Sở cũng khôi phục nhanh như thế, có thể triệu tập được mười mấy vạn sĩ tốt. Nếu tiếp tục thế này, Nam Viên còn duy trì được bao lâu? Không tới 10 năm, Nam Việt ắt diệt vong. Triệu Đà lo lắng nói, so với việc chờ bị diệt, không bằng chủ động lấy lòng, ta đi triều kiến, triều đình không dám giết ta, nếu không đừng mong có người như Nguyệt Thị Vương quy thuận. Huống hồ ta đâu sống được bao lâu, giết ta chẳng có lợi gì với họ. Quy thuận Đại Hán, có được công cụ kỹ thuật, đánh tan dã tâm thôn tính Nam Việt của chúng. Ta già rồi, dù hy sinh thân này, chỉ cần bảo toàn Nam Việt cũng chẳng sao. Một vị cận thị tò mò hỏi, vậy Đường Vương thực sự là cháu của Đại Vương sao? Đương nhiên rồi, thằng nhãi đó thật xảo cha, ha ha ha, giống ta lắm. Triệu Đà nói, mắt đầy tình cảm, ta muốn ở bên nó nhiều hơn, dẫn nó đi cùng gặp hòa. Cùng lúc đó, Lưu Trường đang cùng các xá nhân thương lượng, ta thấy lão Nam Việt Vương này nhất định có mưu đồ, chỉ có điều ta chưa hiểu rốt cuộc ông ta muốn cái gì. Các ngươi phải theo dõi ông ta, không tiết lộ bất kỳ chuyện gì, đừng nói thật với ông ta. Cấm chỉ ông ta tiếp xúc trò chuyện với bất kỳ ai, bao gồm cả hai tên cận thị cũng phải khống chế nghiêm ngặt. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Quả Nhân Trưởng Thành Rồi. Trường này,
Nếu có thể không đánh mà bình định được Nam Việt là chuyện tốt của cả hai bên, chiến sự nổ ra, tai họa kéo tới. Không nên tùy tiện khai chiến là hơn. Lưu Giao ngồi trước mặt Lưu Trường, nghiêm túc nói, Triệu Đà tới Trường An triều kiến là một chuyện lớn, nếu có thể đem Nam Việt nạp vào Đại Hán, do triều đình phái quan lại tới quản lý, chỉ 20-30 năm sẽ thành nước chư hầu như Ngô Sở. Mà nếu làm được chuyện này, có lẽ nhiều ngoại tộc xung quanh sẽ học theo. Không đánh mà khuất phục được người khác, lấy vương đạo trị thiên hạ chính là như thế đó. Cháu phải chiếu cố cho tốt Triệu Đà, đừng để ông ta xảy ra chuyện ngoài dự liệu, quan trọng nhất là đừng để ông ta bị giết. Nếu ông ta chết ở Đại Hán, Nam Việt không có khả năng quy thuận nữa, không chỉ thế các nước quy thuận như Nguyệt Thị cũng sẽ sợ hãi. Nam Việt địa hình hiểm yếu, Triệu Đà phái tinh nhuệ thủ quan ải, chúng ta muốn thảo phạt phải trả giá cực lớn. Lưu Giao mới là hiền trưởng tông thất thực sự, ở mức độ nào đó, ông ta là người phụ trách phương Nam của Đại Hán. Nước Sở ý nghĩa giống nước Đường ở phương Bắc, dùng để kháng cự cường địch, bảo vệ vùng cối kê, chống lại các tộc Việt trong Nam Việt. Trọng phụ, cháu thấy lão này có ý đồ. Lưu Trường nói ra suy nghĩ của mình, nếu ông ta có ý phụ thuộc, căn bản không cần dọi cháu tới đây, ông ta dâng thư muốn triều kiến không phải xong à? Chẳng lẽ trọng phụ tin vì nhận thân, người bằng vào bản lĩnh của mình ngồi lên vương vị, đa phần vô tình, thân sinh nhi tử còn có thể đá xuống xe, nói gì tới tôn tử. Lưu Giao ho mấy tiếng, Trường, lời này không thể nói bừa. Ha ha ha, trọng phụ sợ cái gì, dù sao a phụ cháu đâu thể nhảy ra đánh cháu, nói thì sao? Mới đầu cháu không biết chuyện này, sau như ý cứ nói hận không thể sinh sớm 20 năm theo a phụ tác chiến, a mẫu rất khinh bỉ, cháu đi hỏi họ, đại tỷ lén nói cho cháu. Lưu Giao xấu hổ, huynh trưởng không phải người vô tình, chỉ là quốc sự làm trọng, nếu huynh trưởng bị bắt, vậy thì không chỉ mất vài đứa con, mà cả tông tộc đều bị chôn cùng. Ai, trọng phụ không cần phải thế, a phụ cháu ấy à, lúc nguy nan không đáng tin, như ý nếu sinh sớm 20 năm chỉ có phận bị đá xuống xe. Cháu thì khác, cháu mà sinh sớm 20 năm, cháu đá ông ấy xuống xe, sau đó hạ hầu anh phải nhảy xuống nhặt, sau đó cháu lại đá xuống. Lưu Trường cười to, ha ha ha. Lưu Giao cũng không nhịn được cười, thằng nhãi này thật bất hiếu. Tiếp đó lại thở dài, đáng tiếc, nếu huynh trưởng còn sẽ không có nhiều chuyện phiền toán thế này. Cái đó thì đúng, a phụ cháu còn quần thần ngoan ngoãn nghe lời, cả tiêu tướng còn ngoan ngoãn. Hai người hồi ức chuyện Cao Hoàng đế, Lưu Giao liền nói chuyện thời niên thiếu, huynh trưởng lúc còn trẻ nợ tiền bên ngoài, chủ nợ đuổi tới tận nhà, a phụ giận lắm, dùng gia súc trong nhà bồi thường. Kết quả là huynh trưởng đi trộm gia súc mang về nhà, chủ nợ lại tới đòi, a phụ phải bồi thường nhiều hơn. Vậy nhà chúng ta khi đó cũng nhiều tiền lắm ạ, không tính là nghèo, cũng không phải quá giàu. Hai người trò chuyện rất lâu, Lưu Giao mới nói, Dĩnh Khách ở Trường An, ta bảo nó theo Phù Khâu Công học tập, cháu về trông coi, nó, ngàn vạn lần đừng để nó chơi bời bừa bãi, phải chuyên tâm học tập. Trọng phụ yên tâm, sau này cháu thấy hắn chơi đùa ở Trường An, cháu sẽ... À, mắng hắn, không sao, cháu cứ đánh là được, lát cho cháu mượn vương lệnh. Lưu Giao thuộc điển hình ngoài rộng rãi trong nghiêm khắc, cực kỳ thiên vị đám do tử, nhưng với nhi tử lại nghiêm. Lưu Giao viết lệnh, lại bảo với Lưu Trường, đợi cháu có con rồi nhất định phải quản giáo nó thật nghiêm, cháu xem các đám nhi tử các huynh trưởng cháu, đúng là vô pháp vô thiên. Lúc còn nhỏ không dạy dỗ, đến khi chúng lớn rồi thì khó nói. Lưu Trường ngẫm nghĩ gật đầu, vậy phải quản giáo ra sao ạ? Đánh. Nhưng đánh phải có nặng nhẹ, cháu phải để chúng biết kinh sợ, ở trong nhà phải sợ một người, hoặc cháu, hoặc a mẫu. Nếu chỉ biết chiều chuộng sẽ biến thành cháu đúng không? Lưu Trường vuốt cằm, trọng phụ yên tâm, tương lai cháu có con sẽ quản thật nghiêm. Cáo biệt Sở Vương và Ngô Vương, Lưu Trường lần nữa bắc thượng, lúc này y rời Trường An đã hơn nửa năm rồi. Loan bố, Loan bố, Loan bố. Lưu Trường cưỡi trên con ngựa cao lớn đột nhiên gọi, Loan bố tức tốc tới bên Lưu Trường, tay đặt lên kiếm hỏi to, đại vương, xảy ra chuyện gì? Lưu Trường lúc này hết sức mừng rỡ, hất hàm kêu, ngươi nhìn đi, thấy chưa? Loan bố nhìn mặt Lưu Trường rất lâu, không thấy gì cả, đại vương muốn thần xem cái gì? Lưu Trường rất không vui, Trương Bất Nghi hô lớn, ái già, đại vương mọc râu rồi, đại vương lớn rồi. Nên uống, nên uống. Loan bố nghe vậy nhìn lại Lưu Trường lần nữa. Ừm, nhìn thật kỹ, hình như là mọc một chút,
chỉ một chút thôi, không nhìn kỹ không nhìn ra, khoe miệng có ít lông tơ, cằm có vài sợi. Lưu Trường mừng lắm, kêu to, quả nhân lớn rồi. Tứ vị đại hiền đi theo y, cũng chính là bốn người phản kháng, Hạ Hầu Táo, Lữ Lộc, Lưu Tha Chi, lúc này cũng vây quanh Lưu Trường, hết sức kích động. Lưu Trường kiêu ngạo khoe mấy sợi râu của mình, như có nó, y tức thì liền trưởng thành vậy. Nghe xung quanh nịnh nọt, Lưu Trường nghiêm mặt, sau này không được tùy tiện nói cười nữa, quả nhân đã dần trưởng thành, phải có uy của người lớn. Đại vương anh minh, Loan Bố lại ngẩng đầu nhìn trời thở dài, mình từ khi nào đã thành đồng liêu của đám tiểu nhân rồi. Đại vương, thần nghe nói, quân tử trưởng thành, không phải nhìn vóc dáng và tướng mạo mà nhìn vào hành vi ngôn từ. Giả Nghị rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắc, Lưu Trường mắng, ngươi rõ ràng vì không có dâu nên ghen tị quả nhân, có điều quả nhân trưởng thành rồi, không chấp nhãi con như ngươi. Loan Bố cũng ngửa đầu nhìn trời thở dài, mình từ khi nào đã lên thuyền giặc. Đi đường buồn chán, nhưng bên cạnh Lưu Trường hảo hữu đông đảo, họ thi thoảng đi săn thú, Lưu Trường rất thích săn bắn. Mang cung lớn, nếu bắn không trúng sẽ thẹn quá hòa giận, cưỡi ngựa truy đuổi, tay không đánh nhau với dã thú. Ngày nào Lưu Trường cũng mang về không ít thịt, mọi người cùng hưởng thụ. Nhìn cảnh này Lục Giả lắc đầu, không phong đại vương làm hoài. Nam vương thật đáng tiếc, tuổi cao như Triệu Đà nhưng vẫn có thể ăn thịt, lượng ăn còn không nhỏ, một mình ăn được hai con thỏ. Được Lưu Trường nhắc, các xá nhân không dám tới gần ông ta nữa, càng không dám trả lời câu hỏi của ông ta. Triệu Đà đặt tâm tư lên Lưu Trường, suốt ngày hỏi y đủ chuyện. Nước Đường nói nghèo mà chẳng nghèo, Nam Việt thì nghèo thật. Đồ sắt, nông cụ thậm chí các công cụ khác của Nam Việt đều phải mua từ Đại Hán. Nam Việt có đất cày nhưng kỹ thuật cực kỳ lạc hậu, luyện sắt cũng không phát triển. Vốn Đại Hán đã hơn họ một bậc, sau khi Lưu Trường phát triển ra các loại kỹ thuật thì hơn không chỉ một bậc nữa rồi, Nam Việt ngày càng thua thiệt trong giao dịch với Đại Hán. Nam Việt thiếu nhân tài, người đọc sách đếm trên đầu ngón tay, tượng nhân có chút kỹ thuật cũng khó tìm, săn bắt đánh cá còn được, chứ bảo đi nghiên cứu phát minh thì khó rồi. Những kỹ thuật Triệu Đà mang tới từ Trung Nguyệt ở đất Nam Việt đã coi là kỹ thuật cao, người nắm được nó là nhân tài đỉnh cấp. Đó mới là nơi nghèo khổ thực sự, Triệu Đà khổ công gây dựng bao năm, quốc lực cũng chẳng so được với các nước chư hầu như Sở Ngô, càng khỏi nói tới Đại Hán. Ưu thế duy nhất của họ là thời tiết và địa hình mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 308, Đại Tiểu Kỳ Thánh. Mỗi lần Triệu Đà than vãn về tình hình Nam Việt, Lưu Trường cũng than thở về nỗi khổ của Đại Đường. Đại Đường ta còn nghèo hơn, Nam Việt ít nhiều có cơm ăn, Đại Đường áo không đủ che thân, ăn không đủ lót dạ. Ta nghe nói thuyền nước Đường thường tới Ngô, Sở Mậu Dịch, nếu có thể tới Nam Việt, ta chuyên môn thiết lập bến thuyền nghênh đón. Thương cổ tới Nam Việt làm gì? Mua dã nhân à? Lưu Trường xem thường, ụ, Trường, Nam Việt có không ít đặc sản, các loại quả, gỗ, khoáng. Thuyền của bọn ta không đi xa được như thế, vậy đi, ông đem tặng ta một cái quận ven sông, ta có thể lập cảng ở đó, để thương cổ tới Mậu Dịch với các ông, thế nào? Triệu Đà nheo mắt, Trường, phong tục tập quán của Nam Việt khác hẳn Trung Nguyên, ta không tiếc gì một huyện, chỉ là trước kia thiên tử hạ lệnh, đem tượng quận, Quế Lâm, Nam Hải của ta phân cho nước Trường Sa. Lãnh địa của ta chỉ có mấy huyện, đa phần là người chưa khai hóa. Ha ha ha, nếu không có quận thì ta lấy một huyện, ta thấy huyện Yết Dương không tệ, không bằng cho ta, ta lập điểm Mậu Dịch ở đó, thông thương với nhau. Triệu Đà lắc đầu, không được. Lưu Trường hừ lạnh một tiếng, đã tiếc thì Mậu Dịch thế nào? Không phải tiếc. Trường, cháu chưa tới Nam Việt, trước kia cháu tới chỉ là vùng Mân Việt thôi. Nam Việt thực sự, người Bắc tới 10 không còn lại năm, nếu cháu định di cư người Trung Nguyên quy mô lớn tới đó, vậy khác gì giết người. Thương cổ cũng vậy, ta không tiếc mà sợ cháu thiệt. Lưu Trường thoáng chần chừ, nói, chuyện này có thể thương lược trên triều. Lưu Trường lại gọi xá nhân của mình tới hỏi chuyện này, Triệu Đà không lừa y, nếu Lưu Trường di cư người Đường tới Nam Việt, hoặc trú quân ở đó thì không khác gì giết người. Loan Bố lắc đầu, không nói nước Đường, dù giáp sĩ quận Tế Bắc cũng không chịu nổi, có lẽ sĩ tốt nước Ngô còn được. Giả Nghị lại nói, đại vương, nếu không thể phái người tới Nam Việt, sao không để Nam Việt phái người tới Đường? Dù sao cũng là giao dịch,
Quý Bố vội vàng nói, không thể. Ừ. Lưu Trường nhìn Quý Bố, Quý Bố lạnh lùng nói, Thái Hậu lấy cớ Nam Việt Vương vô lễ nên hạ lệnh phong tỏa, đình chỉ vận chuyển vật tư đồng sắt và châu ngựa tới Nam Việt. Dù có vận chuyển gia súc thì cũng chỉ là con đực, không cho con cái. Làm thế là để hạn chế sự hưng thịnh của Nam Việt gây nguy hại cho Trường Sa, Ngô, Tở. Nay Triệu Đà triều kiến cũng chẳng phải thật lòng gì, đại khái vì cấm lệnh của Thái Hậu. Trước đó ông ta còn muốn tấn công Trường Sa cướp bóc vật tư, vì chúng ta phòng bị, nên không dám. Có lệnh cấm này sao? Lưu Trường thực sự không biết chuyện này, y chỉ biết từ sau khi A Mẫu chấp chính thì quan hệ với Nam Việt nhanh chóng xấu đi, không ngờ A Mẫu từng ra lệnh như thế. Chẳng trách Triệu Đà ngoan ngoãn tới Trường An, Nam Việt vốn nghèo, nay Đại Hán cấm chỉ giao dịch, ông ta sao không sốt ruột. Trước kia còn có thể thông qua quấy nhiễu ép Đại Hán phải thỏa hiệp, nhưng nay phía Nam phát triển, phòng bị ông ta. Triệu Đà không thể dễ dàng công phá quận huyện nữa, nếu ông ta muốn tiếp tục cai trị Nam Việt thì phải cúi đầu với Đại Hán. Lưu Trường hiểu ra, lão này đúng là không có ý đồ tốt, chuyến này ông ta đi là muốn bỏ lệnh cấm. Ông ta nói đồng ý để quan lại Đại Hán tới Nam Việt, chẳng phải để chúng ta mang kỹ thuật tiên tiến tới Nam Việt sao? Nói không chừng ông ta còn muốn đào hiền tài Đại Hán, giữ họ lại Nam Việt. Đại Vương, không bằng giết ông ta cho yên chuyện. Trương Bất Nghi kiến nghị, sắc mặt Lưu Trường có chút thiếu tự nhiên. Quý Bố lên tiếng, không thể giết, Nam Việt có ý đồ của mình, Đại Hán không phải là không thể lợi dụng, nếu lỗ mãng giết ông ta không ích gì. Trương Bất Nghi mặt âm trầm, dù sao cũng không được làm việc khiến Đại Đường thua thiệt, nếu Nam Việt muốn phụ thuộc thì phải bảo ông ta mang đồ tới. Trong lúc mấy xá nhân thương thảo chuyện này, Lưu Trường cũng nghiêm túc suy nghĩ, nếu muốn quan lại Đại Hán tới Nam Việt vậy phải để quân đội Đại Hán trú đóng trước, bảo Triệu Đà giao Tượng Quận, Quế Lâm, Thương Ngô ra. Mấy quận này vốn thuộc nước Trường Sa, nay nước Trường Sa đã xóa bỏ, vậy thì thuộc về Đại Hán. Lần này bọn họ không về theo lối cũ, mà xuất phát từ nước ở, qua Cửu Giang Hoài Dương rồi về Trường An. Sở dĩ đi lối này là vì đường xá bằng phẳng hơn, xét tuổi của Triệu Đà, Lưu Trường lựa chọn đường này tuyệt không phải vì thuận tiện du lịch các nước. Bất kể, Lưu Trường đi tới đâu đều có quan lại đương địa tới nghênh tiếp, bày tiệc lớn khoản đãi. Lưu Trường không cho Triệu Đà và người của ông ta tiếp xúc với người khác, lấy lý do ông ta tuổi cao, không cho ra ngoài, để Trương Bất Nghi trông coi. Trương Bất Nghi làm việc rất đáng tin, có lệnh của Lưu Trường dù ông trời tới, hắn cũng không cho Triệu Đà ra ngoài. Một giải Hoài Dương so với nơi khác ở phương Nam phát triển không tệ, thực ra trước kia anh bố cai trị nơi này khá tốt. Hắn chỉ thích săn bắn không xen vào quốc sự, thành ra biến nơi này thành địa khu giàu có nhất. Gần như không có dã thú, không có đạo tặc, là nơi thái bình nhất. Khi Lưu Trường tới được nước Hàn thì đã là cuối thu. Hàn Vương Lưu Hằng đích thân dẫn quần thần ra nghênh đón. Từ rất xa Lưu Trường đã thấy Tứ Ca tới đón mình, lòng mừng rỡ thúc ngựa chạy trên cùng, tới trước mặt Tứ Ca ghìm cương cho tuấn mã dựng vó. Lưu Trường cười lớn chạy tới, Lưu Hằng định hành lễ thì y đỡ lên, hay mắt nói, sao Tứ Ca lại thấp đi thế? Lưu Hằng ngẩng đầu nhìn đệ đệ đã cao hơn mình, nói, Trường đệ, nước Hàn nghèo, không trộm được dê, nên ta tất nhiên là thấp rồi. Ha ha ha, không nghèo, dọc đường đệ đi, thấy bách tính nước Hàn là nhiều nhất. Lưu Trường thân thiết kéo tay Lưu Hằng đi vào trong thành, quần thần khom người khấu bái, Lưu Trường vẫy vẫy tay coi như đáp lễ. Thái độ này làm các đại thần không vui, thế nhưng chẳng dám nói gì Đường Vương. Hai huynh đệ đi vào vương cung, Lưu Trường luôn mồm kể công tích vĩ đại của mình. Lần này đệ tới Nam Việt, bắt sống Nam Việt Vương Lập Đại Công, tiếc rằng đệ là chư hầu vương, nếu không với công lao này, dù làm thái úy cũng đủ rồi. Lưu Trường và Lưu Hằng tán gẫu, vừa mới đi vào hoàng cung, tức thì có một người xô vào Lưu Trường. Lưu Trường cúi đầu nhìn, thấy va phải mình là một thằng nhóc con. Thằng nhóc này cao chưa tới thắt lưng Lưu Trường, bề ngoài giống hệt Lưu Hằng, lúc này ngã ra đất đang phẫn nộ nhìn Lưu Trường, ngươi là ai? Lưu Hằng mặt tối sầm, mắng, nhãi con, đây là trọng phụ của ngươi. Thằng bé vội vàng đứng dậy, trọ trẻ gọi, trọng phụ. Lưu Hằng giải thích, đây là nhi tử của ta Khải, là đứa không chịu yên phận nhất. Ha ha ha, nghịch chút mới tốt. Nào, Khải. Lưu Trường bế thằng nhóc lên làm nó cười khanh khách. Lưu Trường tạm thời ở lại chỗ Lưu Hằng. Lưu Khải cực quấn vị trọng phụ này, suốt ngày dính lấy y, muốn y chơi với nó. Mà mấy đứa ca ca của nó thì câu nệ hơn nhiều, hết sức khách khí với Lưu Trường,
Lưu Trường cũng không bắt nạt chúng, tặng cho ít lễ vật. Được rồi, đến lượt cháu rồi, đi đi. Lưu Trường ngồi trước mặt Lưu Khải, uống một ngụm rượu thúc giục. Lưu Khải cau mày, lúc này nó đang đánh cờ với Trọng Phụ. Thằng nhóc này rất thích đánh cờ, Lưu Trường lại không thích lắm, chỉ chơi cùng nó mà thôi. Lưu Khải đi cờ, kêu lên, Trọng Phụ sắp thua rồi, cháu thắng rồi. Lưu Trường ngớ người, cúi đầu nhìn, y cũng không hiểu lắm, nhìn, chốc lát đùng đùng nổi giận, đấm lên bàn cờ, làm loạn cả bàn, tí tuổi đầu không đi đọc sách, ở đây chơi cờ cái gì? Cút đi đọc sách, hu hu hu, Lưu Khải tức thì khóc to. Chú thích, Lưu Khải là Hán Cảnh Đế. Hết chú thích. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, Ưng Khuyển Pháp Gia. 1. Khụ khụ, huynh trưởng, Khải bản tính ương bướng, nên quả giáo cho tốt. Đối với trẻ nhỏ, không nên mềm lòng, nếu không sẽ chiều hư nó. Lưu Trường nghiêm túc nói, Lưu Hằng liếc y một cái, thụ giáo. Lưu Khải còn nhỏ hoàn toàn không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nó vẫn đeo trên người Lưu Trường, khẩn cầu, Trọng Phụ, người kể chuyện gấu lớn tiếp đi. Sau đó Trọng Phụ có giết nó không? Lưu Trường đang định bốc phét như mọi khi, chợt nhớ tới cái gì, bế Lưu Khải lên đặt nó ngồi trong lòng, nghiêm túc nói, những giá thú này đều rất nguy hiểm, dù con chó cao bằng cháu thôi cũng có thể cắn mông cháu, hiểu không? Nhất định phải tránh xa nguy hiểm, nếu có người muốn đưa cháu đi săn thì không được đồng ý, đợi lớn như Trọng Phụ mới có thể đi. Lưu Khải gật đầu, vậy con gấu lớn kia có cắn mông Trọng Phụ không? Ha ha ha, Trọng Phụ cháu lớn thế này, nó làm sao cắn được? Có điều nếu cháu gặp phải nó là nó cắn đấy. Phải nghe lời phụ mẫu, ngoan ngoãn ở trong vương cung. Nếu cháu nghe lời, sau này ta tặng cháu một con chó săn. Thật ạ, Lưu Khải mắt sáng lên, cháu nhất định sẽ nghe lời. Ừ, sau này có chuyện gì có thể viết thư cho Trọng Phụ. Lưu Hằng ngạc nhiên lắm, đợi thằng bé chạy đi rồi mới nói, ta còn tưởng đệ sẽ nói đệ giết gấu lớn ra sao. Nó còn nhỏ, nếu học đệ, tương lai thấy chó lớn, cố chấp muốn đấu, vậy dễ xảy ra nguy hiểm lắm. Hồ con nhà ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Lưu Hằng cảm khái, Lưu Trường cười to, ngẩng đầu lên, huynh trưởng xem, đệ mọc râu rồi này. Đệ đã nói nhiều lần lắm rồi. Ồ, Lưu Trường nghỉ ngơi ở nước Hàn mấy ngày, đồng thời được Lưu Hằng dẫn đi tham quan. Nước Hàn trong tay Lưu Hằng phát triển hừng hực, Lưu Trường đi qua nhiều nơi như thế, thực sự chưa thấy nơi nào phồn vinh hơn Dương Địch, đương nhiên trừ Trường An. Hai huynh đệ mặc thường phục, đi quanh đô thành. Lưu Hằng còn đỡ, đi đường không gây chú ý, với vóc dáng của Lưu Trường, đi trong đám đông quá nổi bật. Cùng với tuổi tác tăng lên, thân thể Lưu Trường cũng như quả bóng bơm hơi, y không phải chỉ to bụng như Lưu Khôi, toàn thân đều to, cao hơn người đi đường cả cái đầu, vóc dáng vạm vỡ. Nhìn ngang to hơn Lưu Hằng, nhìn dọc cũng to hơn. Hai vai y rất rộng, trang phục vốn rộng mặc lên dán sát người, toàn thân gồ lên, bất kể ai thấy cũng nói một tiếng đúng là tráng sĩ. Tuổi của Lưu Trường ở Đại Hán không còn nhỏ nữa, đã vượt qua phạm trù được bảo hộ, luật bảo hộ vị thành niên này cũng kế thừa của Bạo Tần. Bạo Tần quy định, trẻ dưới 6 thước 5 tấc không cần gánh trách nhiệm hình sự, nếu phạm trọng tội thì được xử nhẹ hoặc trừng trị trưởng bối. Tính theo đơn vị ngày nay 6 thước 5 tấc là chừng 1m4. Lưu Trường đương nhiên là vượt qua lâu rồi, Hán luật kế thừa Tần Pháp lại quy định, người trẻ tuổi dưới 15 không cần phục dịch, phạm tội được xử nhẹ. Tiếp nữa lao dịch và binh dịch tách ra, triều Hán thì tuổi phục dịch của Nam Đinh một dạo tăng lên tới 23 tuổi, cả đời ít nhất phải trải qua 2 lần binh dịch. Lưu Trường không để ý tới ánh mắt người qua đường, chỉ nhìn phong cảnh xung quanh, gặp phải người cũng không nhường, cứ xông thẳng, nhất định muốn người ta phải nhường đường mình. Lưu Hằng vừa đi vừa nói suy nghĩ của mình, nước Hàn đất ít người đông, nếu chỉ canh tác thì sợ không thể tự cấp. Bởi thế ta toàn lực chiêu mộ nông gia có tiếng các nơi, chuyên môn thiết lập nông chức, để họ chuyên tâm phụ trách canh tác. Sau đó cổ vũ thương mại, để thương cổ tự bỏ tiền làm đường xây nhà ở dịch xá, cho họ ưu đãi. Để xem, nơi này có rất nhiều thương cổ từ vùng ngoài tới, ta mở nhiều chợ, chợ gia sức, chợ vải, chợ nông. Máy dệt đệ làm không tệ, ta đã phổ biến trong địa phận nước Hàn. Lưu Hằng không hề có ý khoe khoang, hắn chỉ muốn cùng đệ đệ giao lưu kinh nghiệm trị quốc.
Cơ mà vị đại vương trưởng lớn thế này rồi chưa từng tới Phong Quốc, kinh nghiệm trị quốc chẳng có tẹo nào. Nên đành giả vờ cao thâm, đệ cũng nghĩ giống huynh, có điều huynh trưởng cố kỵ quá nhiều, nếu thẳng tay làm còn tốt hơn. Ý đệ là bảo ta bỏ hết hạn chế với Thương Cổ à? Nhưng ta hơi lo, nếu bỏ hết thì liệu có lẫn lộn đầu đuôi không, lương thực mới là quan trọng nhất. Huynh nói cũng có lý, vẫn phải cẩn thận chút. Đúng thế, trước kia có vài phú hộ, ta vốn định xét nhà toàn bộ bọn họ, nhưng sau đó ta phát hiện so với việc xét nhà, chẳng bằng nâng đỡ họ, chuyện họ có thể làm rất nhiều, thi thoảng giết một hai người là họ sẽ ngoan ngoãn ngay. Nhìn Lưu Hằng nói năng đĩnh đạc, Lưu Trường do dự chốc lát, tứ ca, đệ đột nhiên có ý nghĩ này. Ồ, ý nghĩ gì? Không có gì. Lưu Hằng nghiêm mặt, không vui hỏi, Trường đệ, vì sao coi thường ta như thế? Tứ ca, không phải đệ coi thường huynh, trong chư vương, chư triệu vương gia, còn lại đệ đều hết sức tôn kính. Vậy vì sao đệ muốn nói lại thôi? Lưu Trường cúi đầu, ý nghĩ này của đệ rất bất công với huynh trưởng. Lưu Hằng không hỏi thêm, về tới vương cung hãng nói kỹ hơn. Vâng. Hai người tiếp tục đi dạo, chợt Lưu Trường nghe thấy tiếng chửi mắng từ xa truyền tới, còn có một đám đông đứng xe. Lưu Trường rất tò mò, đi nhanh tới đám đông, dùng sức chén vào, rất nhanh đi vào trong cùng. Khi y vui vẻ chuẩn bị xem trò hay thì phát hiện mấy người Hạ Hầu Táo đang chửi nhau với mấy sĩ tử trẻ. Đối diện với Hạ Hầu Táo, Lữ Lộc, Lư Tha Chi, phản kháng là mười mấy sĩ tử nước Hàn, chúng không ngán, phẫn nộ chửi mắng. Xảy ra chuyện gì? Lưu Trường giọng ồm ồm đi tới, sắc mặt khó coi, thấy Lưu Trường, đám Hạ Hầu Táo có chỗ dựa, vây quanh y. Phan Kháng chỉ kẻ cầm đầu phía đối diện, đại ca, tên kia coi thường bọn đệ là người ngoài, muốn gây chuyện. Lưu Trường liếc xéo văn sĩ kia, tuổi còn trẻ, chắc khoảng già nghị, đeo bội kiếm nhưng không đội mũ, thần sắc nghiêm túc, trang phục không giống nho gia. Đám phía sau nhìn khí thế của Lưu Trường thì hơi trờn, không dám nhìn y, quay đầu nhìn đông ngó tay, chỉ tên cầm đầu là không sợ. Các hạ là người cầm đầu những kẻ kia à? Vì sao dung túng chúng hành hung trong thành? Văn sĩ hỏi, Lưu Trường đủng đỉnh đáp, hành hung ra sao? Chẳng qua là chuyện nhỏ như uống rượu, chúng ra tay thô bạo, ngang nhiên đánh người khác, coi thường pháp luật. Người đó lớn tiếng nói, mấy tên Hạ Hầu Táo vụng miệng nói không rõ ràng, Lữ Lộc ra mặt nói, đại ca, bọn đệ mua rượu ở quán rượu, chúng tới sau, nhưng bảo quán rượu bán cho chúng trước, bọn đệ tới tranh luận, bọn chúng giễu cợt nói cái gì mà tới nơi này cầu học phải tôn trọng chúng. Ai muốn tới đây cầu học chứ? Lưu Trường gật đầu, siết chặt nắm đấm đi về phía đám sĩ tử. Nhìn thấy y đi tới, những tên khác đều lui cả, chỉ còn lại thiếu niên lang đứng đầu quật cường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai mắt Lưu Trường. Hả, ngươi không sợ ta à? Nơi này là vương thành, mọi việc lấy vương pháp làm đầu, ta không sai, có gì phải sợ. Huống hồ ta sớm thông báo cho quan phủ, giáp sĩ sắp tới. Lưu Trường khinh bỉ, ngươi không sai à? Nếu không phải các ngươi trào phúng huynh đệ ta thì làm sao bị ăn đòn? Hán luật chưa từng quy định trào phúng là tội, đương kim thiên tử nhân tử, ngay cả tội bình phẩm người khác cũng bỏ rồi, mà hán luật quy định, vô cớ đánh người khác phải bị phạt. Nghe hắn phổ biến pháp luật cho mình, Lưu Trường hỏi, ngươi là người Pháp gia à? Gia sư Trương Công, danh Huy Khôi. Lúc này Lưu Hằng đi tới nói, Trường đệ, nên về rồi. Nhưng Lưu Trường cười nói, tứ ca cần gì vội thế? Đệ mới lần đầu tiên thấy pháp gia còn sống. Giáp sĩ nhanh chóng tới nơi, người đi đầu mặt nghiêm nghị, tới trước đám đông, đang định quát tháo thì chợt thấy Lưu Hằng, mặt tái đi, vội vàng cúi người hành lễ. Lưu Hằng khẽ gật đầu, người kia vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Trường, càng kinh hoàng hơn, lần nữa bái lại. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 310, ưng khuyển pháp gia. 2. Lưu Trường chỉ mấy sĩ tử, mấy kẻ này tạm nhốt vài ngày để người nhà tới nhận. Lưu Hằng lại nói, đưa về để họ chép luật pháp rồi thả ra. Vâng, à, đúng rồi, người này đừng đưa đi. Lưu Trường chỉ sĩ tử đứng đầu, giáp sĩ không nhiều lời, xông tới bắt đám sĩ tử làm bọn họ vô cùng phẫn nộ, la lối ầm ĩ, chỉ có người cầm đầu kinh ngạc nhìn màn này, không nói ra lời. Khi các giáp sĩ tới, bách tính xung quanh đã chạy sạch. Lưu Trường bấy giờ cười ha hả nhìn tên kia,
giờ ngươi thấy ai sai? Dù là quyền quý, sao có thể không tôn trọng vương pháp? Thiếu niên cực kỳ phẫn nộ, mặt đỏ bừng, phản kháng cười to chỉ Lưu Trường, đại vương nhà ta chính là luật pháp, lời của đại vương là vương pháp. Ngươi muốn thế nào? Lưu Hằng chỉ biết lắc đầu, đệ đệ mình đi tới đâu cũng bộ dạng phản diện, Khải liệu có thế? Chớp mắt phẫn nộ trên mặt thiếu niên kia biến mất, kinh ngạc nhìn Lưu Trường, cúi người hành lễ, thảo dân bái kiến đường vương. Tiếp đó lại bái Lưu Hằng, bái kiến đại vương. Lưu Trường hiếu kỳ nhìn hắn, sao ngươi biết ta là đường vương? Có lời đồn đường vương thân hình khôi vĩ, sức khỏe vô song, có thể xé xác hổ báo, thảo dân có mắt không tròng, xin đại vương thứ tội. Thái độ của thiếu niên hoàn toàn khác với vừa rồi, đúng là thay đổi đảo lộn trời đất. Bộ dạng thấp kém đó ngay cả tên tiểu nhân Xu Nịnh như Lữ Lộc cũng thấy chướng mắt, thấp giọng mắng, tiểu nhân Xu Nịnh. Lưu Trường tức thì mất hứng, còn tưởng ngươi có thể kiên trì một chút, không ngờ là hạng sợ mạnh hiếp yếu. Đa tạ đại vương khen ngợi, ngươi, thật là, tứ ca, người Hàn bọn huynh đều thế này à? Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, quân vương chi quyền thế trọng, bão pháp xử thế tắc trì, thượng tôn nhi bất xâm. Luật pháp do quân vương định ra, quân thần và luật pháp đều là công cụ để quân vương cai trị quốc gia. Đại vương nói thảo dân có tội, thảo dân liền có tội. Nếu đại vương bảo thảo dân là sợ mạnh hiếp yếu, thảo dân chính là như thế. Trên thực tế thanh danh của pháp gia ở Tây Hán cực kém, vì bọn họ quá trung thành với quân vương. Lúc này toàn bộ pháp gia đều là ưng khuyển trung thành nhất của thiên tử, toàn tâm toàn ý vì thiên tử phục vụ, gánh lấy tiếng khóc lại. Sau thời Hàn Phi Tử, tính chất pháp gia đã nghênh đón một bước nhảy vọt. Hàn Phi Tử nhấn mạnh quân chủ tập quyền, cho rằng quân vương là bậc chí cao vô thượng. Trước ông ta, ba vị đại lão của pháp gia là Thương Ưởng, Thận Đáo, Thân Bất Hại đều đưa ra đặc điểm trọng pháp, trọng thế, trọng thuật. Hàn Phi Tử thì kết hợp chặt chẽ ba tư tưởng này thành chế độ tôn vương. Pháp là chỉ pháp chế kiện toàn, thế là chỉ quyền thế quân chủ, phải nắm đại quyền quân chính, thuật là chỉ khống chế quần thần, nắm giữ chính quyền. Theo Hàn Phi Tử, ba thứ này không thể thiếu một, quân chủ phải có quyền thế, kiện toàn pháp luật, sai khiến quần thần. Bởi thế pháp gia của thời Hán cơ bản đều là ưng khuyển của thiên tử, nói một cách không dễ nghe thì là con chó liếm chân thiên tử. Đương nhiên sau này Nho gia cũng hấp thu không ít tư tưởng của pháp gia, cũng bắt đầu liếm, nhưng mà đỡ hơn chút. Nho gia khuyên thiên tử dùng nhân chính cai trị thiên hạ, pháp gia bảo thiên tử dùng luật pháp và thủ đoạn khắc nghiệt để đe dọa quần thần. Thiếu niên ấy, nói thế Lưu Trường mừng lắm, Lưu Hằng thì lại cau mày. Trong địa phận nước Hàn có không ít danh sĩ pháp gia, dù sao đây cũng là quê hương của Hàn Phi Tử. Pháp gia có một vị đại lão tên là Trương Khôi, ở nước Hàn. Nhưng Lưu Hằng không dám dùng bọn họ, đám người này làm việc quá cực đoan, hơn nữa thân cận pháp gia dễ mang tiếng ác. Nếu là thiên tử tất nhiên không mang tiếng ác, nhưng là chư hầu vương, thanh danh tốt nhất đừng quá tệ. Dù sao sơ hở đó lọt vào tay kẻ có ý đồ, bất kể lúc nào cũng có thể mang ra đối phó với ngươi. Chính vì sự cực đoan của họ, kết cục của pháp gia đều không quá tốt, đa phần là chết thảm. Con người ngươi không tệ, bảo sao A Mẫu luôn xem sách của Hàn Phi Tử. Ngươi tên là gì? Đại vương, thảo dân triều thác, sớm nghe uy danh của đại vương, nếu đại vương không chê, thảo dân nguyện chết vì đại vương. Đây là lần đầu tiên có người chủ động đi theo mình, Lưu Trường bất ngờ lắm, ngươi có tài năng gì? Đại vương, triều thác quỳ bái, bấy giờ mới nói, thảo dân nghe nói, từ khi Hán Hưng, Hung Nô nhiều lần xâm nhập biên ải. Khiêm nhường phụng dưỡng cường quốc là điều tiểu quốc nên làm. Liên hợp tiểu quốc đánh đại quốc đó là điều quốc gia ngang hàng nên làm. Dùng man di đánh man di, đó là điều đại đường ta nên làm. Ngay xung quanh đại đường, đám nghĩa cử, nguyệt thị tới quy thuận, ẩm thực và sở trường họ giống Hung Nô. Có thể ban họ khôi giáp chắc chắn, cung nỏ mạnh mẽ và mũi tên sắc bén, để tướng lĩnh biên cảnh ưu tú thống lĩnh họ. Khi tướng lĩnh am hiểu tâm lý tập tục của họ, dùng quy tắc của bệ hạ ước thúc họ. Ngoài nước Yên có Đông Hồ từng bị Hung Nô đánh bại, trong lòng họ vẫn cực kỳ thù hận Hung Nô. Đại vương có thể lung lạc những ngoại tộc này, để bọn họ tới quy thuận, dùng họ làm quân đội đối phó với Hung Nô. Thần nghe nói người Hồ ở Tiên Ti, Ô Hoàn mùa đông không có áo tránh lạnh, gia súc bị Hung Nô cướp bóc, không kiếm được cái ăn. Triều Thác mặc kệ người khác, ở ngay ngoài đường ngẩng đầu nói ra suy nghĩ của mình, lấy gì chế gì. Trong đó bao gồm thu phục ngoại tộc xung quanh thế nào, đối đãi với quân vương của họ ra sao,
làm sao để họ cam tâm tình nguyện nghe đại đường sai bảo. Lưu Trường cười to, ngươi có tài đấy. Lưu Hằng cũng kinh ngạc gật gù, thiếu niên này đích thực là có tài. Triều Thác kích động nói, nguyện vì đại vương dắt ngựa. Lưu Trường cười to hỏi, những hiền tài mà ta gặp được trước kia đều không muốn ra sức vì ta, cần ta đi khuyên nhủ, vì sao ngươi lại nóng lòng muốn được ta trọng dụng? Triều Thác lớn tiếng nói, đại vương, Hàn Tử nói, người có tài không che giấu tài năng của mình ra sức vì quân chủ. Nếu có tài năng mà không giúp quân vương, giúp lại không toàn lực, mưu lợi cho bản thân, bảo toàn bản thân, coi bản thân hơn quân vương, người đó đáng bị xử tử. Nói hay lắm, nếu hiền tài toàn thiên hạ mà như ngươi thì quá rồi. Quả, nhân có xá nhân tên Trương Bất Nghi, ta thấy ngươi nhất định sẽ hợp với hắn. Lưu Trường lập tức thu Triều Thác, bảo hắn theo mình làm tân khách. Khi Lưu Trường và Lưu Hằng về vương cung, nhân lúc Triều Thác về báo với trong nhà, Lưu Hằng nhắc nhở, Trường đệ, người của Pháp gia không nên dùng tùy tiện, dù dùng cũng không nên trọng dụng. Những người này làm việc cực đoan, là con dao hai lưỡi, có thể dùng giết người, nhưng cũng dễ hại mình. Ha ha ha, Lưu Trường đệ là ai, dao nào có thể hại đệ, tứ ca đừng lo. Lưu Trường lúc này hoàn toàn chìm đắm trong lời ca ngợi của Triều Thác, hoàn toàn không để ý tới chuyện đó. Nếu quá thân cận với Pháp gia sẽ tổn hại thanh danh. Đệ chưa bao giờ bận tâm tới thanh danh, khi Thủy Hoàng đế còn sống, cũng đâu nghe nói có ai dám gọi một tiếng bạo quân. Lưu Hằng chỉ biết lắc đầu, Trường đệ, giờ nói đi, lúc nãy đệ định nói gì với ta? Tứ ca, đệ, vừa rồi đệ nghĩ, huynh mà là Ngô Vương thì tốt rồi. À, Lục ca là người thế nào huynh cũng biết, Nam Việt và Mân Việt đều không coi ra gì, nếu huynh là Ngô Vương, chúng dám ngông nghênh thế không? Đáng tiếc, cũng không biết khi đó A Phụ nghĩ gì, nếu tứ ca ở Ngô, đệ ở Đại Đường, nhất định Nam Bắc Đại Hán không phải lo gì nữa. Giải thích, Triều Thác là quyền thần một thủ của Tây Hán, đề xuất cắt giảm đất phong của chư hầu tức giận gây ra loạn thất vương, cuối cùng bị giết. Có nơi dịch là Tiểu Thố, Trào Thố, nói chung tên cổ giờ dịch hay lệch lắm, mỗi người một phách, hết giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.